Hello. Xin chào mọi người, xin chào mọi người. Hello, xin chào, xin chào. Có ai xem live của Tùng không? Tùng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Xin chào, xin chào. Xin chào, chúc cả nhà buổi tối thật nhiều niềm vui, thật là ấm áp bên gia đình nha. Xin chào, có ai xem live của Tùng không? Xin chào, chào Nguyễn Dũng. Chào Huy, Dũng Nguyễn. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho đông anh em vào xem đi. Tùng nhớ mọi người, cực kỳ nhớ luôn. Mọi người nhớ Tùng không? Hello em trai Trần Hoàng Trưởng nha. Chào Nguyễn Trường. Chào Nguyễn Vinh. Chào bác Thiên Phúc Ly. Thiên Phúc Lý. Thêm dấu sắc nữa luôn đấy bác ạ. Cho mọi người dễ đọc dễ nhớ mình. Chào Cường Tươi nha. Hello Trần Anh Đức. Lâu lắm rồi mọi người, chúng ta mới gặp lại nhau. Mọi người hãy chia sẻ bài của Tùng đi. Chia sẻ bài viết của Tùng đi để cho đông anh em vào xem, để anh em nắm được những cái yếu tố tích cực, những động thái tích cực về thị trường, được không? Tùng đang cảm thấy rất là phấn chấn, rất là hứng khởi, rất là vui đây. Chào Nguyễn Văn Thắng, chào em gái Hồng Minh Châu. Chào bạn yêu Nguyễn Bá Quang, hello Trần Anh Đức nha. Ôi dồi ôi, chia sẻ và cứ đòi quà, thích là tặng luôn. Chia sẻ là dành cho nhau những tình cảm. Cảm ơn Minh Tuấn nha. Cảm ơn em Hường Minh Châu nha. Xin chào mọi người. Mọi người hãy chia sẻ bài viết của Tùng đi. Chia sẻ bài viết của Tùng để Tùng truyền tải tới chúng ta, tới mọi người một cái thông điệp. Chào anh Nguyễn Sơn. Cảm ơn anh. Hello toàn họ Lê. Chào Văn Dương Đông. Chào bạn yêu Lê Quang Vương. Chào Sinh Nguyên. Hello Phạm Văn Quang. Đấy, đông người vào xem ở đấy. Mọi người chia sẻ đông đi. Đông lên cho anh em vào xem. Tùng rất vui mừng khi mỗi lần Tùng lên live thì có rất là đông bạn bè anh em chia sẻ bài và có rất đông anh em vào xem live của Tùng. Tùng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào Nguyễn Gia Hiền nhé. Dạ cũng chưa nhiều hoa lắm bác Đặng Đức Diên ơi. Hello Hoàng Hiệp. Tối nay có vui gì không? Rất vui luôn. Rất vui luôn Cường Tươi ơi. Thị trường chuyển động một cách rất là mạnh mẽ rồi. Cảm ơn Nguyễn Toàn nha. Cây hoa của bạn bây giờ ra được nhiều kia rồi bạn Quang ơi. Để Tùng sẽ chụp gửi bạn nha. Hello Nguyễn Dũng. Chào Đức Trinh. Xin chào Vũ Chiến nha. Con chào bố. Tùng chào mọi người thêm một chút nữa. Đông đông lên 200 người xem. 200 người xem thì Tùng vào việc nha. Để Tùng nhìn màn hình. Tùng chào mọi người một xíu đã. Chào Hồ Tiên Nước. Rồi, tôi là vừa nhìn cây đi chứ nhìn Tùng nhiều khi là chán. Xin chào 179 người đang xem. Mọi người ai xem cho Tùng một chào bác Phạm Phú Cường nhé. Chào Hai Nguyên. Chào Đình Giang. Chào Nghĩa Nghĩa. Chào Đỗ Bằng. Cảm ơn Đỗ Bằng nhiều nha. Chào Thiệp Lê. Xin chào, chào anh Thanh Hòa Mai Cần Duộc. Đúng rồi, này rất nhiều người đi gom cây nha anh em. Chào Chí Nguyễn nha. Chào Trần Thái Hưng. Xem đại cát anh với anh Tùng Hói đẹp trai. Xem đại cát, xem đại cát của anh hả? Ok. Cho em gì xem cây Ngọc Sơn Cước đây. Đỗ Bằng ơi. Đỗ Bằng ơi. Mình không còn Nha Trang nha Thành Linh ơi. Chào Bảo Nguyễn Lan Va. Bảo Nguyễn Lan Va nha. Víu lên mạng quá Tùng. Chào anh Ngọc Bao Phạm. Chào Nguyễn San. Ok Hoàng Linh.
Làm thuê thì có gì đâu mà xấu. Giờ tôi đi làm thuê này, tôi cũng đang đi làm thuê cho thiên hạ đây. Tôi làm tiệc cưới này, tôi cũng làm thuê cho thiên hạ để tôi lấy tiền này, đúng không? Tôi đi buôn bất động sản thì cũng đi làm thuê cho thiên hạ để lấy tiền này. Tôi ba trồng lan, tôi mua lan đầu tư rồi tôi nhân giống, tôi chăm sóc thì tôi cũng làm thuê thiên hạ, tôi lấy tiền có gì đâu xấu. Đi ăn trộm ăn cướp mới xấu, làm trái pháp luật mới xấu, đúng không? Đúng anh em? Đúng không? Gần 250 người đang xem. Xin chào mọi người, hãy cho Tùng một cái comment để Tùng chào mọi người nha. Hello em trai Trung Vũ nha. Đây, mọi người thấy Tùng trăm cây tạm được không? Lâu ngày mọi người không gặp, bây giờ mọi người nhìn thấy thế nào? Xin chào cả nhà nhé. Tùng chúc cả nhà buổi tối thật nhiều niềm vui, thật là ấm áp bên gia đình. À, đây, mọi người thấy Tùng trăm cây tạm được không? Chào Ngô Văn Long nha, đây là đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku. Chào Nguyễn Mạnh Tú, đây phải quay bây giờ, bữa trước quay như thế này cho mọi người xem. Bây giờ phải đưa máy xa này thì mọi người mới thấy hết được hai cái mầm của nó. Tại vì mỗi mầm đã đạt 40 sen rồi. Mầm này hơn 40 sen. Còn mầm này là gần 50 sen. Người đẹp không tên, ai có sẽ hên. Chào Nam Nguyễn nha. Chào Cao Minh Hoàng Đức. Chào Chuồn Quế Trường Giang, hello Lê Văn Bình, cảm ơn bạn. Chào Đặng Trung Lý. Còn đây là em Bảo Duy, bây giờ nó đã đạt 81 sen rồi anh em ơi. Đó, lâu ngày không quay cho mọi người người xem, hôm nay quay lại cho mọi người mình thấy nha. Đó, cái cây này là cái cây mà cái hôm mà khoảng độ được hai mấy sen là anh em một số nhà vườn qua đây chơi thì mọi người đoán là cây bị thắt ngọn mà giờ nó được 81 sen rồi. Cảm ơn em trai Luân Nguyễn Hồng Luân nha. Cảm ơn Bạch Thổ. Chào Ngô Xuân Lợi. Vườn anh cũng không rộng lắm chào thằng trưởng ơi. Tổng diện tích là 600 mét em ạ. Chào Hồ Toàn. Chào Phạm Linh Trường. Chào Trí Nguyễn. Đây cũng là người đẹp không tên đây mọi người. Đây, người đẹp không tên Tùng tách âm ở đây thì nó cũng đang ra ở đây. Mọi người nhìn vậy chứ là nó vẫn đang đi ngọn này này. Lúc kia là nó thắt ngọn chỗ này, xong tự nó bật lên đi được bấy nhiêu. Đôi mắt Pleiku thì sau khi lấy ở vườn người ta về đó, gửi mà người ta chăm kém, thế là lấy về thế là tùng rút hết mọi cái dớn đó. Nó bị mốc, đánh rồi nó vẫn mốc, thế là Tùng tách âm ra và nó đang lên 3 kỳ. Bên này đang lên mầm gốc. Đây là những kỳ đôi mắt Pleiku phê. Đôi mắt Pleiku. Mấy hôm nay thì anh em đi gom cây rất là nhiều, phải nói là cực kỳ nhiều. Và đây là một cái kỳ người đẹp không tên trên thân, sau khi cắt cái kỳ trên thân xuống nha. Đây, Bảo Duy nó lên mầm lỡ xong, bây giờ là Tùng cũng làm tách mầm gốc ra. Tách âm ra thì tự nó bật kỳ. Đấy, cho mọi người xem sơ qua một số kỳ ươm của Tùng nha. Kỳ ươm người đẹp không tên, ai có sẽ hên. Chào cô Thúy Bình ạ. Chào Tạ Nguyên. Chào Vũ Quảng nha. Cảm ơn em Lê Kim Thành nha. Cảm ơn Lê Văn Bình. Chào Trương Quốc Việt. Chào Lê Trọng Nhân. Cảm ơn bạn Tịnh Vũ nha. Nói chung là người đẹp không tên, ai có sẽ hên. Em chào anh trai Huân Nguyễn. Cảm ơn Vũ Quảng nha. Cảm ơn anh Nguyễn Sơn. Chào Hoàng Thiên Bảo. Chào Lê Công. Hello em trai Lâm Hậu. Những cái kỳ người đẹp không tên của Tùng, phải nói là Tùng rất là ưng ý. Không biết mọi người có ưng không. Mọi người có ưng những cái kỳ không tên như thế này không mọi người? Và đây cho mọi người ngắm nhìn kỳ trên thân hạ xuống và ấm chậu
Bây giờ Phi này, cái hôm mà xuống đây là Tùng đánh dấu đây mọi người. Hôm xuống là Tùng đánh dấu, hôm đấy là đâu đó được 12 sen. 12 sen Tùng đánh dấu ở đây. Và bây giờ ấm chậu mà nó phi được bấy nhiêu rồi. Chào Nguyễn Đức Tuấn, chào Lường Kết Sơn. Cảm ơn em trai Trần Hoàng Trưởng. Đây là cái người đẹp không tên, ai có sẽ hên. Khi trên thân cắt xuống và bây giờ nó ấm chậu cực kỳ nhanh, làm như là vừa ấm chậu vừa phi. Đây này, Tùng cũng đánh dấu này mọi người này. Lúc mà xuống á, xuống chậu là Tùng đánh dấu ở đây. Đây này, màu trắng này này. Tùng đánh dấu mà bây giờ đi thêm được bao nhiêu nữa. Có nghĩa là nó vừa ấm chậu vừa phi. Và bây giờ nó phi như thế này thì những cái ki mà như ki ươm thì làm sao theo được nó. Em chào anh trai Nguyễn Đức Tâm. Cảm ơn ok bạn Từng Văn, Tùng Văn nha. Ok Hiếu Kem ơi, vui lòng inbox cho mình nha. Ki nào, ki khoảng bao nhiêu sen nhá. Loại này là 22 sen nè. Đó, từ 20 đến 22 sen nè. Còn cái ki này là 24 sen rồi này. Ki này 24 sen nè. Đó, kỳ này thì tưới là nó bị không may. Đó, nó bị không may một chút nên Tùng đang bó nó và nó đã vượt qua này nha mọi người nhé. Đã vượt qua rồi, vượt qua khó khăn rồi. Đó, không may nó bị, mấy em nó làm không may nó bị thôi, không sao. Đấy, đây là cái kỳ cờ đỏ mà hôm trước thắt ngọn ở trên thân đấy mọi người. Hôm trước này cái lá này là cái lá thắt ngọn này. Nó thắt ngọn xong rồi Tùng đi hội ở Hà Nội về, thế là tự nhiên lại thấy nó mở ngọn nó đi tiếp. Và sau đó thì Tùng đã quyết định hạ vì nó có mười mấy cọng rễ. Xin chào gần 400 người đang xem live của Tùng nha. Đây một kỳ cờ đỏ nữa này. Đó, hai kỳ đều thắt ngọn và sau đó là đều đi tiếp. Và kỳ này bên nay được khoảng độ 12 sen. Còn kỳ này khoảng độ 17 sen. Đấy. Còn kỳ đại cát đây. Đại cát này trong được 12, 13 sen rồi. 12, 13 sen rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Sen, Nguyễn Sơn. Em chào anh Lê Văn Thành. Anh còn 60 kg bỏ duy nè em chào. Ok. Anh còn 60 kg là em lên em hốt luôn. Mai em lên anh nha, được không? Đây là em Long Khánh nha mọi người. Long Khánh đây. Long Khánh đây. Chào Trần Giang. Giáp Nguyễn, chào Giáp Nguyễn nha. Đây là Kinh Bắc. Kinh Bắc bây giờ thì sau một thời gian Tùng chờ đợi, xin chào 400 người đang xem live của Tùng nhé. Kinh Bắc sau một thời gian Tùng chờ đợi thì hôm nay đã nhú lên cặp mầm gốc nha anh em ơi. Đây là hoàn toàn tự nhiên nha anh em nhé. Nếu như mà Tùng mà quét hay Tùng dùng thuốc kích thích thì đã lên lâu rồi. Và Tùng quyết định là không dùng kích thích. Và bây giờ cái ki này nó hơi nhú nhú rồi này. Đó, nó hơi nhú rồi này. Cái mắt hơi nhú này. Mắt dưới đang hơi nhú này. Và mầm gốc nó bật lên. Đây là cặp mầm gốc Kinh Bắc nha anh em nha. Kinh Bắc nó kỵ thuốc lắm. Đấy. Chào em Nguyễn Xuân Luận. Chào Nguyễn Toàn. Bao giờ có tuyển mua khi ok, cố gắng lên. Ok, Ngô Văn Long. Đấy, Kinh Bắc bây giờ đã ra cặp mầm gốc rồi anh em nha. Chà chà, mầm gốc không tên nó phê gì đâu luôn đó anh em. Xin chào hơn 400 người đang xem live của Tùng. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào em trai Tuấn Huế nha. Mỗi lần Tùng live mọi người vào xem là Tùng vui lắm rồi. Mọi người xem live của Tùng đã góp phần xây dựng ngành lan rồi. Đó là lý do mà vừa qua một số ngày qua thì Tùng cũng bận đi gom cây. Thực ra thỉnh thoảng Tùng đăng, Tùng bán. Như bây giờ ví dụ Tùng bán kỳ bà Lê Cu này á, là không anh em nào mua, tại vì bây giờ người ta muốn mua kỳ bé thôi. Cháu chào dì yêu Ngô Hằng nha. Chào anh Ngô Xuân Tiến. Chào, cảm ơn anh Long Hải rất nhiều. Kinh Bắc đã nhú. Ok là Trung Vũ nha. Đấy, và đây là những cái kỳ người đẹp không tên. Siêu phê. Cực phê luôn. Anh không có Hồng Nhật Hạ Bùi Khắc Sơn ơi. Chào Vũ Duy Sơn. Cảm ơn Nguyễn Xuân Luận.
Không, nó lên 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 Như Lan em gì em Đặng Ba ơi. Đấy. Rau muống nó không có hình như này, mình không nên so sánh với rau muống nha. Lên này này. Đấy, mình cứ chăm cây đẹp đẹp này này, xanh tốt này. Cảm ơn Lâm Quang Trung nha. Chào Nam Lam. Ki Pleiku giờ giá nhiêu em? Ki Pleiku nằm khoảng độ bây giờ ít nhất là dưới 400 một xíu trở lên anh, dưới 400 một xíu trở lên. Và 2-3 hôm nay thì mọi người thấy là rần rần đôi mắt Pleiku. Tùng đăng Tùng bán đôi mắt Pleiku xong anh em rần rần đi mua. Tùng cũng có mấy ki nhưng mà thực lòng mà nói thì bán nó cũng chẳng được bao nhiêu. Bây giờ là cơ hội cho anh em mà vào những mặt hoa siêu VIP, VIP và siêu VIP nha. Không nói nha Trung Vũ ơi, không nói. À, hoa nở thì đây này. Đây là hoa đây này bạn này. Chẳng qua tôi không quay, tôi hoa đây này. Một cây này, hai cây này, ba cây này. Bạn gì thắc mắc là không thấy hoa đúng không? À, tối nó ngủ là bốn cây này, năm cây này, hoa đây, hoa đây, hoa đây. Hoa nở rồi hoa cũng phải tàn nhá. Nhưng mà buổi tối thì nó ngủ hết rồi. Đây là đang đây dành đây cho ra hoa đây này. Đây đang chăm cây nhân giống rồi đã. Cảm ơn Biển Ngọc nha. Chào Ngọc Hưng. Bảo Duy á, Bảo Duy nhiều loại bạn ơi. Bảo Duy thì như ở Tùng đây thì ki toàn là ki đẹp không à. Tùng bán toàn là nói chung mà bé bé xíu xíu thì Tùng bán đâu đó khoảng độ. Anh em nào muốn mua Bảo Duy thì inbox cho Tùng đi. Anh em nào muốn mua Bảo Duy thì inbox cho Tùng đi. Chào bác Lục Vượng nha. Là sao Phương Tuấn le ho là gì? Hột le gì? Le hột le gì đấy? Phương Tuấn nhỉ? Em chào anh Thắng Huỳnh Đai nha. Phương Tuấn le ho là sao? Bạn nói là toàn mua cây của người ta sẵn không à ông ơi? À ha, mua sẵn à, ok. Xin chào hơn 500 người xem live của Tùng nha. Toàn mua cây người ta chăm sẵn không đây. Rồi về xong bắt đầu tự nhiên nó lên ki, rồi tự nhiên nó được như thế này nè. Ha. Đó. Rồi tự nhiên nó được cái ki người đặt không tên như thế này nè. Đó. May mà tôi thường xuyên live stream á. Thế còn đi mua giống thì đương nhiên phải mua của người ta rồi. Rồi về mình phải tự tập chăm chứ. Tập yêu nè. Rồi làm ki nè. Đơn cũng đẹp, ki đôi cũng phê, được chưa? Sao đâu? Nha nha nha, Phương Tuấn le hột le nha. Hai trăm k hả? Có 200k một cây đây này, cây nhỏ nhất là cây Phú Thọ 200k nha bạn nhá. Đây bán cho bạn 200k cây này nhá. Ok Đặng Hiền, chào anh Nguyễn Quốc Tuấn. Xin chào hơn 500 người đang xem live của Tùng. Rất là vui khi mà hôm nào Tùng live thì số đông anh em xem live rất là đông. Phải nói thật lòng là đông hơn nhiều những idol lừng danh một thời. Thực lòng mà nói thì chủ yếu là mọi người ngắm cây này, ngắm cây Tùng chăm đây. Đây là nó vướng cái móc nha, chứ không vướng móc mọi người nhìn còn phê nữa. Mọi người ngắm cây Tùng chăm cũng như là trò chuyện với Tùng, tương tác, và một số anh em thì cần giống. Điều đó đối với Tùng là vô cùng quan trọng. Bởi tại sao? Bởi mọi người có yêu quý Tùng thì mọi người mới xem live của Tùng và mới dành cho Tùng những cái tình cảm tốt đẹp như lúc này. Cảm ơn Cao Minh Hoàng Đức nha. Cảm ơn Hiền Đặng. Chào Báo Báo. Lên có lên lên cho chốt cây thì lên nha 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 anh Lê Văn Thành ơi.
Có cho chốt cây em lên nha. Chào Khuê Nghệ An. Nguyễn Quang Trường không chơi lan nữa thì thôi. À, Đặng Ba ơi, inbox cho Tùng nha. Muốn thì inbox nha. Đâu có, vườn anh thì lúc nào anh live stream anh mới bật điện thôi. Chứ bận 24/7 có mà chết à? À, lúc nào live stream thì mình mới bật đèn nha mọi người. Đây, đây những cây bé mà Tùng ươm ra đây mọi người. Khu này khu những cây bé Tùng ươm ra nè. Đó, mọi người nhìn tận mắt thì nó sẽ đẹp hơn và phê hơn. Đây, như cái đây là cái lô không tên này là 3 tháng 22 ngày nha mọi người nhé. 3 tháng 22 ngày đây. Phê. 3 tháng 22 ngày. Chào Minh Trần. Mọi người ai xem like cho Tùng một comment để Tùng chào được không mọi người? Đó. Còn cái lô kỳ mà Tùng ươm đây. Cái này là lô bỏ duy nè mọi người này. Lô bỏ duy mà Tùng lấy cái 27 mắt trên hai beo á. Đó, Tùng về Tùng ươm bây giờ nó ra một loạt đây này. Phê. Đây. Ươm ra một loạt đây. Đấy. Vườn Tùng thì Tùng phải cho rêu bên trên, nhưng mà Tùng cho rêu là rêu cục rêu bự á. Để khi mà Tùng không dùng nữa á, Tùng gắp nó ra, Tùng gắp nó ra thì sạch giá thể nha mọi người, nó không bị ngấm ở dưới nha. Nó không bị ngấm ở dưới. Đây, những cây không tên. Rất là phê luôn. Cái lô đó là 27 cái đó mọi người. Phê cực phê luôn. Cái nào không phê. Thật sự không phải cây của Tùng mà Tùng khen đâu. Này. Cái nào không phê. Đấy, bảo duy như này ai thích không? Đúng không? Anh em nào thích bảo duy thì inbox cho Tùng nha. Đây, bảo duy đây, cái lô nguyên lô đó đây. Ai thích bảo duy thì inbox cho Tùng. À, anh Huân Nguyễn đang trách anh Lê Văn Thành à. Ok, từ 9, chào Thức Ngô. Cảm ơn Thức Ngô rất nhiều. Chào Nhữ Tâm. Vâng, không tên nó đi như tên luôn anh Thắng Huỳnh Đài ơi. Ok, thông chốt Nguyễn Văn Hải nhé. Ngọc Hưng ơi, kinh Bắc là của anh mới đang còn bé, anh chưa có bán kinh Bắc nhá. Kinh Bắc đang siêu hiếm, anh chỉ có mấy cái Pleiku, mấy cái cờ đỏ. À, còn kinh Bắc với lại đại cát với lại long khánh là anh chưa có kỳ nhá. Kỳ đang bé lắm. Anh em nào thích bảo duy này. Anh em nào thích bảo duy bao sau 1 tháng kỳ này ít nhất 6 sen nhá. Sau 1 tháng kỳ này ít nhất 6 sen. Đây là cái này là hơn cái này 1 tháng này. Thì 1 tháng sau cái này á là phải ít nhất phải bằng cái này hoặc gần bằng cái này. Cái này bây giờ là khoảng 7 sen rưỡi này mọi người này. Cái này 7 sen rưỡi. À, anh em mua bảo duy như này là Tùng bao sau 1 tháng ít nhất 6 sen. Cảm ơn em trai Nguyễn Xuân Luận. Chào em trai Lâm Hậu. À, anh Nguyễn Quang Huy ơi, ở ngoài khơi đang mát, vào bờ làm gì anh? Anh có ý đồ gì khi hỏi? Chào anh trai Lê Trường. Chào em yêu Tứ Ca. Mình không có vọng xưa bạn Nguyễn Tiến Hải ơi. Kỳ ho bao nhiêu hả? Kỳ ho đâu đó giờ mấy trăm ca đến 1 triệu, 2 triệu cũng có. Chào Nguyễn Anh Văn, cảm ơn bạn. Mình không có lầm sung nha bạn ơi. Tức là bây giờ Tùng đây này, bên khu này đó, Tùng chỉ tay mọi người nhá. Bên khu bên này này là rất cái nhiều cái hàng mà một số anh em cũng cứ hỏi đó, nhưng mà Tùng không có muốn chia sẻ lắm đây đó này. Tùng không có muốn chia sẻ lắm. Đấy. Bây giờ mình chia sẻ cái nào đa số anh em chơi đam mê, nhưng mà cũng muốn trong cái đam mê muốn làm kinh tế. Đây Á Hậu đây anh em này.
Á hậu đây này. Phê không anh em? Anh em nào lấy á hậu thì Tùng cứ bán cho anh em giao lưu, anh em đam mê chơi nhá. Á hậu bây giờ là như cái lô á hậu này Tùng cứ bán là bây giờ Tùng bán đam mê chia sẻ cho anh em để anh em vừa chơi. Chơi nhá, chơi rồi làm kinh tế, á hậu cũng rất là ok nhá. Đó, lô á hậu đây. Thì mình chia sẻ cho anh em với giá là 3,6 triệu một ki. 3,6 triệu một ki. Còn bạch tuyết là 5 triệu một ki anh em nhá. Bạch tuyết là 5 triệu một ki. Bạch tuyết 5 triệu một ki. Anh em nào thích bạch tuyết thì inbox nha. Nhưng mà ki bạch tuyết 5 triệu nó sẽ bé hơn là cái ki mà á hậu nha anh em nhá. Bạch tuyết nè. Bạch tuyết là mình bán là 5 triệu một ki nha anh em nhé. Bạch tuyết 5 triệu một ki. Á hậu là 3,6 triệu một ki nha anh em. Lô ki á hậu vào trước Tùng bán cho anh em bây giờ lớn vậy đó. Xin chào hơn 500 người đang xem live của Tùng nha. Cảm ơn bác Nguyễn Hữu nha. Quay cây em tí, cây của em bây giờ anh không biết nó nằm ở đâu thứ cai. Bây giờ cây lớn là không biết nằm ở đâu. Lúc nào em inbox đi rồi anh cho xin chụp nhá, cho bác xin chụp. À, đâu ai xem like. Anh nhớ em lắm rồi, lên đi. Ok Lê Văn Thành, em sẽ lên nhá, nhưng mà lên mà phải bán Bảo Duy thì mới lên nhá. Em lên em gom một lô về em chia sẻ cho anh em. À đây. Mọi người ơi, sắp tới á, là Tùng sẽ đi mua lan nhá. Sắp tới Tùng sẽ đi mua nào là mua thêm một ít các hàng quốc dân để hỗ trợ cho một số anh em. Thứ hai là Tùng sẽ mua những cái lô Bảo Duy, những lô Người Đẹp Không Tên với giá tốt về chia sẻ giá tốt cho anh em. Thay vì anh em mua cái kỳ như này nó lớn thì nó thì đương nhiên là anh em nào nhìn kỳ là chả thích. Nhưng mà nhiều khi anh em lại hơi hụt một tí. Cho nên là Tùng sẽ chia sẻ cho anh em cái ki mà bé hơn hoặc là bé xíu. Đó. Nhưng mà quan trọng mua của ai cũng được mọi người ạ. Nhưng quan trọng là trước hết là phải chuẩn giống. Thứ hai là ki đó nó phải khỏe. Đừng có ham rẻ mà mua cái ki không khỏe. Mà nó không khỏe thì nó không lớn được. Đó. Không lớn được thì anh em cũng đâu có lời đâu. Anh em chẳng làm được gì hết. Chào em trai Lâm Xuân Hiếu nha. Em trai Hoa Xuân Hiếu. Gọi là em trai Hoa Xuân Hiếu. Anh bây giờ là Facebook của Lâm Xuân Hiếu lấy lại được rồi đúng không? Inbox cho anh để anh nói chuyện với em nhé. Mình không có Bảo Duy 10 sen Đặng Hiền ơi. Bạn muốn bây giờ mình có nhiều loại lắm. Từ mới nhú cho 1 2 sen, 3 4 sen, 5 6 sen, 7 8 sen. Đó, bây giờ bạn muốn cái khoảng tầm bao nhiêu tiền thì mình chụp mình gửi cho bạn là nhanh nhất. Ví dụ mà bạn nói bạn mua cái 50 triệu hay là 60 triệu hay 70 triệu rồi Tùng chụp Tùng gửi cái đó, bạn ok thì chốt. Rất là nhiều. Khương Nguyên cũng hỏi này. Rồi Dũng Doãn Hoa Lan cũng hỏi này. Rồi gì Đặng Hiền cũng hỏi, ba người hỏi đi tiếp mà người xem mà biết là Bảo Duy nó hot như nào đúng không? Và đặc biệt là mọi người biết là mấy ngày hôm nay anh em, đặc biệt là anh em miền Bắc là rần. Và mua đến lúc mà bây giờ nó bắt đầu nó ít ki lại rồi. Mà đương nhiên khi người ta ôm vào ít ki đi thì giá lại tăng. Cho nên anh em nào chớp được cơ hội thì cứ chớp. Anh em nào muốn mua cây của Tùng á thì sẽ inbox cho Tùng, phải không? Từ Tùng sẽ chăm cho từ ki của Tùng to và ngắn. Không ngắn đâu nha. Đồng Tín ơi. Gọi là gì ta? Ông Đồng Tín này, tôi đặt tên ông là gì, bữa trước nghĩ ra cái tên hay lắm, đặt nhưng mà thôi không chưa nhớ thôi. Đồng Tín là cu của Tùng á có 9 sen à. Nha, cu của Tùng có 9 sen nhưng mà x2.
Đấy, có người đẹp không tên. Chào Nguyễn luôn nha. Ok đổi gì. À, Đinh Thụ ơi, có người đẹp không tên nha. Loại mấy sen cũng có mà không dám x3 bạn Ninh Thế Phụng ơi. Cu của Tùng thì 9 sen x đôi thôi. Chứ x3 là chết luôn đó, x3 là của thằng Tây nhá. Của thằng Tây với của thằng Mỹ. À, Hoàng Anh Bùi à, có hoa VIP thì à, lúc nào có hoa VIP là mình sẽ đăng nha. Bây giờ là đang nó đang còn hiếm giống mà anh em đang còn phải nhân giống để chia sẻ để làm kinh tế, thì cái chuyện mà để cho có một cái hoa VIP hoặc là siêu VIP ấy, thì nó cũng đang rất là hiếm. Tại vì trừ trường hợp nếu có thì là nó sẽ là lên đầu ngọn hoặc là nó sẽ tự lên hoa thôi. À, cho mọi người xem cây chút xíu nữa, bắt đầu Tùng sẽ nói chuyện với mọi người nha. Có cờ đỏ là nha, tâm tấn nha. À, à, phân thuốc thì nó cả một vấn đề nha nha bạn Hữu Đường ơi. Về vấn đề phân thuốc thì nó nhiều vấn đề lắm, nó nhiều vấn đề lắm bạn. Mình phải tùy thuộc vào cái vườn của mình, cái tiểu khí hậu như thế nào đó, và mình đang chăm cây gì đó. Bây giờ bác ví dụ bác chưa có người đẹp không tên mà Tùng lại đưa cho bác công thức để chăm người đẹp không tên thì rõ ràng là nó không hợp lý. Tại vì mỗi cây chăm một khác. Những cây không tên rất là đẹp nha. Chào em trai Tống Trọng, may rèm Thái Hà. Những cái như may rèm Thái Hà hay là những cái thằng như là thằng Văn Thân Trần gì đó. Đó là những cái thằng mà chắc chắn là bữa trước đây là vào một số cái dạng như là mà giờ không còn thị trường á, bắt đầu mất cái đó, bắt đầu giờ nó cay cú cho nên nó phát ngôn rất là mất lịch sự. Tức là mình không thèm nói chứ không phải là mình không biết nhá, mình không thèm nói đó. Chứ bình thường một con người á, bình thường một con người mà không vướng vào cái gì á thì người ta nó không đến nỗi mất lịch sự và ăn nói vô học như thế. Nhưng mà chắc chắn là hắn đã mất và hắn không có cách để lấy gỡ lại, tại vì hắn ngu, hiểu không? Nó hắn không có cách gỡ và nó không biết gỡ. À, và nó không biết trăm cây. À, và cho nên là và, hoặc là cây của hắn chết. À, và 100% chắc chắn là nó hắn không có vườn. À, cho nên hắn cay cú, hắn cay cú thì bây giờ là hắn chọc phá. Không sao nhé. Từ rèm may rèm Thái Hà này cho tới mấy cái thằng Văn Thân Trần đó, thì tức là anh em mình cũng không thèm nói đến bọn đó, tại bọn đó là tự nhiên một người đó, thì người ta không bao giờ ăn nói mất lịch sự như thế đó. Chắc chắn là hắn cũng mua một vài cây, bắt đầu là gặp thời gian vừa rồi. Đúng rồi, cờ bay trăm ngọn cờ bay em Trần Hoàng Trưởng. Hắn mất niềm tin và hắn vào đường cùng rồi. Hắn không làm gì ra tiền cả. À, thằng Văn Thân Trần với thằng rèm may gì đó. À, cho nên giờ hắn cay cú. Bài của người ta đang vui, anh em ta đang phấn khởi. Lúc hắn vào là hắn thấy là hơn 500 người xem. Đó, là hắn rất là ganh tị. Riêng thằng Văn Thân Trần với mấy thằng may rèm gì đó mà nó bây giờ nó lên live stream mà lại có 100 người xem thì thế giới này nó sụp đổ luôn. Đó, cho nên nó thấy mình nhiều người xem đấy anh em. Thì bắt đầu là nó ganh tị rồi, nó thấy cây của mình này. Nó thấy cây Ngọc Sơn Cước của mình quá đẹp luôn. Đó, Bạch Tuyết của mình quá phê luôn. Bắt đầu hắn ganh tị thôi. Cái đấy không thành vấn đề anh em. Đó. Cứ bảo Bạch Tuyết anh em nuôi thân bé nhưng mình nuôi thân nó cũng không có bé. À, nếu mà thắt ngọn cái nó là to như ngón tay. Đúng rồi Hoàng Tiến Toán.
Thế bây giờ cái thằng May Rèm Thái Hà để nói chuyện cho cái thằng May Rèm Thái Hà này. Đó. Là nói chuyện cũng không tích cực. Thế bây giờ tôi hỏi bố nhá. Bây giờ bố đầu tư một cái mặt bằng, xong bố mua vải về, mua máy may về. Bố may rèm mà bố may xấu quá, bố may tệ quá. À, lúc đầu người ta tin tưởng vào bố, thế là người ta đặt, nhưng mà xong may xấu quá, may dở quá, mà may không đúng thời gian, thời hạn. Thế là sau này bị người ta chửi cho, ta bới cho, vì là mất uy tín, hiểu không? Thế là sau làm ăn, thế là thất bát. Thế là cứ muốn đòi là phải làm sao mà gỡ lại được cái tiền mà xây dựng trên cái mặt bằng. Đòi làm sao mà không biết ai, hay là tiền ở trên trời rơi xuống để cho mình gỡ cái máy may, hiểu không? Đó, rồi tiền quảng cáo, tiền thuê mặt bằng đã đặt cọc, làm sao mà tìm cách gỡ lại được, đúng không? Đấy là gọi là gỡ chứ còn gì nữa, May Rèm Thái Hà, đúng không? Còn đây mình đầu tư cái gì? Đây này, đầu tư sắt đây làm sạp này, đầu tư nhà này, đầu tư cái vườn này, rồi đầu tư con giống này. Đâu có ai khùng đâu mà tự nhiên đi bỏ bao nhiêu tỷ bạc đi chơi không, đúng không? Đó, thì mình phải kiếm lan đơn thân là lan gì? Chào anh Huy Lê. Hello, hello, hello. Đâu có ai xem live cho Tùng một comment để Tùng. Anh hỏi mà không thấy trả lời buồn ghê. Anh Trương Trọng Dũng, anh ơi, anh inbox giùm em với, tại vì trong cái máy này là gần, lúc này là gần 500 người đang xem live, em không thể đọc hết những comment được. À. Mọi người không biết thấy rõ mà sao Tùng quay Tùng không nhìn thấy rõ lắm. Chào Tolado. À mình cho nó ra đảo luôn rồi bạn Đặng Đức Diên ạ, cho ra đảo luôn rồi. Mình anh em mình nói chuyện với nhau không nói với những loại người như thế. Ủa sao Tùng vào thấy Tùng thấy mờ thế nhỉ? Ủa sao mờ vậy ta? Thế nào do mạng không? Đúng rồi, trời ơi, giá đất năm ngoái khác, năm nay khác, giá lan, giá nhà, giá xe, giá thuê mặt bằng năm ngoái khác, năm nay khác, có gì đâu. Bạch Tuyết bây giờ cây lớn là mình không bán nha, thương Trần ơi, mình chỉ bán kỳ thôi, kỳ bé 5 triệu một kỳ nhá. Bác Đình Thụ ơi, bác cứ inbox cho em nhé. Bác inbox cho em. Rất là nhiều comment mọi người ạ. Rất là nhiều comment. Tùng ơi. Đây này, em Trần Hồng Trưởng, em nói lại giùm anh cái anh quay này là anh nhìn trên màn hình là cái cây nó không rõ này. Kỳ ta. Bảo Duy 7-8 sen bao nhiêu anh Tùng? Trần Hoàng. Inbox giùm mình nhé bác ơi. Bác inbox giùm mình nhé. Em trồng hai bị mốc giá thể là do đâu anh Tùng? À, bị mốc giá thể là do bác tưới hơi tưới sơ à, như Tùng là đây mọi người nhìn này, giá thể rất là sạch, và Tùng tưới là thường thì Tùng tưới đẫm nha,
Tùng để một ít rêu lên đây để cho nó dễ ấm chậu cái này thôi. Đấy. Tại vì cái này là để tạm thôi nhá, chứ còn Tùng vẫn thích rải ra cái này. Ok Tống Trọng. Ok Long Hải. Vậy là sao mà Tùng lại nhìn lại mờ nhỉ? Thì bây giờ đây Tùng giới thiệu với mọi người mấy cái bảo duy nhá. Cái bảo duy lớn á, bảo duy lớn thì nó khoảng 7-8 cm đây. Xong cứ mờ mờ đấy. Khoảng 7-8 cm này. Kỳ nhỉ. Bảo duy lớn là 7-8 cm. Fan cứng cộng 2 là sao? Minh Khương fan cứng này. Bảo duy 7-8 cm này. Bảo duy 7-8 cm này. Bảo duy này 6-7 cm này. Bảo duy này 6-7 cm này. Bảo duy này chắc là 6 cm thôi, 5 cm. Bảo duy này khoảng 4 cm này. Bảo duy này khoảng 3 cm này. Nói chung là cây bảo duy nào cũng đẹp anh em, đẹp lắm. Thích cực kỳ luôn. Đấy. Thì anh em nào thích cái nào thì inbox cho Tùng nhá. Inbox cho Tùng. Thực ra bán cây á thì Tùng cũng muốn bán thôi anh em. Đây này, nhìn cái cây bảo duy nó phê không anh em. Giờ nhìn bắt đầu rõ rồi này. Ai, những cây đẹp không tên người đẹp không tên là cái lô thứ hai em mọi người. Còn lô thứ nhất thì bây giờ nó đã là 8 cm hơn 8 cm. Cảm ơn Quang Tuấn, Quang Tuyến. Cảm ơn Mai Nguyễn. Anh cũng chấm vào nhưng mà lúc bây giờ nó rõ này luận này, bây giờ nó cực rõ này này. Bây giờ rất là rõ này, mà lúc nãy là chắc là do mạng hay do gì đó thôi. Tím ruby hôm trước mình chặn rồi mà sao giờ còn vô đây được nữa ta? Tím ruby là mình nhớ mình chặn rồi mà ta. Hay là chặn bên trang cá nhân? Chắc mình chặn là tím ruby bên trang cá nhân rồi. Bác Đình Mạnh ơi, inbox giúp em cái bác Đình Mạnh ơi. Lên live này bán thì có cái hay của nó, nhưng mà một số những giang hồ hiểm ác vẫn đang xem live. Và khi mà xem live thì thấy người nọ hỏi là nó nhảy vào người đó chào mời luôn. Ví dụ Tùng ra giá kỳ này, Tùng ví dụ ra giá kỳ này là 55 triệu đi. Thì hắn sẽ chào một cái kỳ khoảng như thế này, hoặc hơn này, giá thấp hơn thì tự nhiên hắn sẽ cướp mối của mình. Nhưng mà cái người mua lại không biết rằng là hắn là có thể là dân đi chợ không đàng hoàng. Nhiều người ta đi chợ cũng đàng hoàng, nhiều người đi chợ không đàng hoàng. Nhưng mà anh em mua của người đi chợ chắc chắn anh em phải lấy cây về chăm, đúng không? Mua của những vườn khác thì có thể họ không chăm. Còn mua ở vườn Tùng, như mua bảo duy này Tùng chăm cho một năm luôn. Đó. Là cái giá là phải khác. Cho nên là Tùng đã thay đổi chiến lược. Tại sao hôm trước mà này Tùng lên, ví dụ Tùng nói kỳ này, Tùng nói ví dụ thôi nhá. Kỳ này Tùng có thể bán giá mềm cho anh em, nếu anh em inbox, đúng không? Luân Nguyễn Hồng Luân ơi, kỳ bảo duy của em bị thối rồi nhá. Kỳ bảo duy của em bị thối rồi. Thối rồi, thối lâu lắm rồi. Thấy rõ không? Phê chữ E kéo dài. Nó chơi kiểu đó. Nó chơi kiểu đó là một. Thứ nhất là cướp mối. Nó săn săn để nó cướp mối. Nó thấy ông Tùng báo kỳ này 55 hay 70 triệu hay là 90 triệu. Bắt đầu nó kêu là đắt hay là cao hay là vân vân. Đấy, và nó tìm cách để nó rỉa, bắt đầu nó cướp mối. Và bảo duy với người đẹp không tên, cái nào mắc hơn? Người đẹp không tên mắc hơn chứ, người đẹp không tên mắc hơn nha Hoa Quỳnh ơi. Chào Huệ Nguyễn. Anh em nào muốn mua cái nào thì inbox cho Tùng nha. Đây bảo duy đây này, như loại này Tùng bao sau một tháng 6 sen. Những cái kỳ to mập như này là Tùng bao hàng luôn. Đấy, và Tùng chăm anh em mua bảo duy và người đẹp không tên là Tùng chăm miễn phí cho anh em một năm nhá. Chăm sóc và nhân giống miễn phí cho anh em một năm. Đúng rồi, mọi người thăm rẻ thì bị sai rất là nhiều nhá.
mọi người tham rẻ là bị sai rất nhiều. Thứ hai là họ chụp hình á, là họ zoom hơi bị ác, họ zoom cực kỳ luôn. Bản thân của Tùng lúc kia Tùng mua 5 kia người đẹp không tên mà họ zoom dã man luôn. Cuối cùng là khi họ họ đem vào cho Tùng, Tùng cực kỳ thất vọng, cực kỳ thất vọng. Họ không thật như mình, họ không thật như mình. Đấy, khách tới tới xong không nhậu mà muốn ăn trái cây, rồi xong cái khách để tiền lại rồi khách về mất. Xin lỗi mọi người, Tùng uống miếng nước. Một số người á, một số người ham rẻ, ham rẻ như thế này này. Thường các nhà vườn khác thì họ sẽ lấy cái cây mà xấu họ bán trước nha, lấy cây xấu họ bán trước, họ chọn cây xấu họ bán, và những cây đó thì được một số anh em gom về và sau đó là lại rao bán rẻ cho anh em. Một số người thì là bán lừa, tại vì lúc nó đang còn quá bé. Tùng hỏi mọi người nhé, Tùng nói mọi người nghe, ví dụ như cây này, ví dụ như cây này mà mọi người đoán được cây này là cây gì thì Tùng cho mọi người lời giỏi này. Ví dụ như này, kể cả như thế này nhá, là cũng đã nhận biết ra lá rồi. Đây Tùng tìm một cái, ví dụ như này, Tùng hỏi như này thì làm sao mọi người biết được cây này là cây bảo duy hay cây không tên hay cây gì, hay là như này biết được cây gì đâu, đúng không? Hai cái loại mới nhú như này có biết được cái gì đâu. Đây phải tìm cái mới nhú nhú cơ, hoặc mới trắng trắng á, là không bao giờ biết được cái cây đó là cây gì. Nó bán rẻ cho cái nó kêu bảo duy không tên đó. À, đây những cái như này này, đây những cái như thế này thì làm sao mọi người biết được cái cây này là cây gì. Bản thân Tùng mà thấy cây này Tùng không biết cây này là cây gì. Ok, Minh Khương quay chậm lại. Bác Vương Đinh ơi, bác Vương Đinh và các bác ai muốn mua bảo duy không tên thì inbox cho Tùng nhá. Anh em phải mua làm sao mà cảnh giác là kéo là bị hàng giả và bị hàng yếu và bị hàng zoom. Đó, đây mình livestream là quay là thật nhá. Mình livestream quay là thật. Đó. Và key của Tùng ngày cắt như thế nào, livestream như thế nào, ươm ra như thế nào là Tùng đã livestream cho mọi người thấy rồi, đúng không? Đó, cho nên là không thể mà zoom lên nói là cho nó to cho anh em được. Đấy. Ok, sĩ quan. Bạch Tuyết thì giờ mua kỳ luôn, nếu mua mất thức làm gì bạn Thanh Trần. Chào anh Lê Đức Cần nha, Lê Đức Can nha, anh Lê Đức Can nhé. Anh Can Bảo Duy này phê, siêu phê luôn này, luôn Nguyễn Hồng luôn, siêu phê luôn. Bạch Tuyết thì bây giờ có 5 triệu kỳ. Tùy trăm cây, mỗi cây một khác nha anh em. Đó, thì là gì? Đang nói lại cái câu chuyện, đang nói lại câu chuyện là anh em mua đắt hay rẻ. Và điều đó khiến cho Tùng không bán livestream công bố là cái này là bao nhiêu tiền. Tại vì người ta lợi dụng vào đây mà người ta bán sai cây cho anh em. Người ta đưa ra giá rẻ, người ta bán sai cây cho anh em. Và người ta sẽ bán cây yếu cho anh em mà anh em không hề hay biết. Chào em trai Tín Từ Thắn, em quên anh rồi. Mệt thì nghỉ nha bác Nguyễn Tình. Mệt thì nghỉ thôi. Tùng mệt thì Tùng cũng nghỉ. Đó. Mệt ở nhiều khía cạnh. Đúng không? Mình mệt thì mình nghỉ, rồi mình đứng dậy mình đi tiếp. Còn mình nằm là luôn là mình chết. Đúng không? Mình nằm luôn là cây nó có đâu có tự lớn được. Mình phải chăm cây nó tự lớn rồi mình mới bán được. Cho nên là anh em nào thích người đẹp không tên này, thích Bảo Duy này, thì inbox cho Tùng. Anh Thắng Huỳnh Đai bữa trước hỏi Tùng mua cái kỳ không tên đó, lúc đó khoảng 2 sen mấy, 3 sen. Cái kỳ đó hôm nay nó như thế này, anh Thắng Huỳnh Đai này. Này nó 9 sen rồi anh.
Đấy, mua cây mà về chăm không lớn được là mất luôn đúng không anh em? Trước hết là mua cây sai là chết thẳng luôn à. Thế mua cây đúng nhưng mà yếu và chậm lớn cũng chết luôn à. Và một cái sai nữa là gọi là sai đường. Thuyền trưởng, ví dụ thuyền trưởng Tùng Hói mà bây giờ lại kêu anh em mua cái cây chả đâu ở đâu, cây không có thị trường, rồi xong anh em mất luôn. Đó, có 3 loại mất nha. Thứ nhất là mua sai cây, mất luôn. Thứ hai, đi sai đường cũng chết luôn. Thứ ba, cây không lớn, đó, không biết chăm cây thì cây chết cũng mất luôn. Còn anh em nào mua cây của Tùng, ví dụ mua Bảo Duy hay mua không tên, mua Bảo Lây Cu, mua Kinh Bắc, mua Long Khánh, mua Đại Cát, rồi ok tôi chăm cho các anh em 1 năm. Bây giờ nó giá mềm quá rồi, anh em tha hồ mà sưu tầm Đại Cát cờ đỏ. Đây này, anh em nào muốn chung Đại Cát không? Đây Đại Cát đây. Anh em nào muốn Long Khánh không? Đây Kinh Bắc đây, một cặp mầm gốc đang ra. Sao zoom được? À đây rồi. Tự nhiên zoom không được. Đấy. Nói chung trong đầu Tùng á mọi người, nó thật lòng với anh em luôn nhé. Thử ra súng cũng chết. Đúng rồi thì Nguyễn, bây giờ mình mà làm tác phẩm mình ra chợ bán mà bây giờ mình đem ra chợ mà được 10 20 triệu một giò HO, giò Phú Thọ là cũng là cha của người ta rồi. Người ta đi bán bắt đầu muốn được mấy nghìn. Mà bây giờ mình đem một tác phẩm ra chợ mình bán được 10 triệu đi. Mình cũng là cha người ta luôn rồi. Phi đẹp tím này mình cũng chặn rồi mà phi đẹp tím với lại là cái gì nhỉ? Ruby tím này. Mình cũng chặn rồi nhưng mà không hiểu tại sao. À chắc là mình chặn cái kia nè. Cấm luôn này. Chào Hoàng Ngân nhé. Đấy, bây giờ mình cứ chăm đi rồi mình làm tác phẩm nên những cái nào mà nó nhiều rồi á. Anh em nên nhớ một điều, tại sao hàng Trung Quốc nó rẻ? Tại vì nó sản xuất ra số lượng nhiều. Thì bây giờ những cây lan nào của chúng ta mà số lượng nhiều thì chắc chắn là nó rẻ. Mà nó rẻ thì mình làm tác phẩm mình bán. Còn bán ở đâu mà miễn là bán được là ngon rồi. Gì đâu, đơn giản mà. Đây tôi cũng đang đi chợ đây. Tôi đang bán, đây là cái chợ của tôi này. Chợ gần 500 người xem, sướng đời không anh em? Lúc nãy là hơn 500 người xem. Nhưng mà Tùng không bán hàng, một số người ao ra. Tùng không bán hàng và bây giờ Tùng cũng phải khôn hơn bữa trước một tí. Bữa trước Tùng thông báo này. À cây nhá, cây Đại Cát này này, 25 tỷ này. Không? Cây Long Khánh này, lúa non 25 tỷ này. Không? Cây Kinh Bắc này, 19,9 tỷ này. Ví dụ vậy đi. Anh em nào mua cây Pleiku này, tỷ này. Ví dụ vậy. Rồi bắt đầu là nó vô, nó chào, nó cướp khách luôn, nó cướp mối luôn. À bây giờ anh em nào trên live, anh em nào mà hả, thích thì inbox nha. Nhiều thằng nó cứ mối lắm. Cây thì đây Tùng không thiếu. Nhưng mà nhiều thì Tùng không có. Có vừa đủ để chia sẻ cho anh em thôi. Mà bây giờ trong đầu Tùng á, trong đầu Tùng nói thật lòng này, quay lại nói này. Tùng thật lòng nói với gần 500 anh em đang xem live là Tùng cảm ơn cả nhà rất là nhiều khi cả nhà theo dõi Tùng và thường xuyên xem live. Nếu như Tùng lên live, dành cho Tùng những comment tích cực, dành những lời động viên, những lượt thả tim like. Và Tùng nói thật lòng với anh em luôn, cuộc chơi thì còn chắc chắn còn rất dài. Tôi không thể bỏ vườn, tôi không thể bỏ cây được. Và hàng ngàn người khác cũng vẫn thế. Và cuộc chơi nó vẫn còn tiếp tục và còn dài. Những cây nào mà nó số lượng nhiều thì chúng ta chấp nhận nó rẻ và chúng ta làm tác phẩm. Còn bây giờ trong đầu Tùng, Tùng chỉ dám chào anh em và nhân giống và chia sẻ cho anh em để anh em chơi và sẵn tiện anh em làm kinh tế bằng những mặt hoa như Bảo Duy, Người Đẹp Không Tên, rồi Đại Cát, Cờ Đỏ, Pleiku, Long Khánh, Kinh Bắc. Tùng chỉ dám chào như thế. Còn anh em thích Ngọc Sơn Cước, Tùng vẫn có chia sẻ. Thích Bạch Tuyết, Tùng vẫn có chia sẻ. Cây gì gần như cây gì trong vườn Tùng cũng có. Nếu anh em nói là chia tôi một cái kỳ đó, tôi chơi, tôi sưu tầm, ok.
Ok em trai cùng mến nha. Xin chào 520 người đang xem live của Tùng. Cảm ơn cả nhà rất chi nhiều. Đó thì là bây giờ, ngày trước đây Tùng đã bị người ta đưa đi sai đường. Nhưng may mắn á, may mắn nhá, Tùng nói là không phải Tùng tự khen Tùng đấy. Tùng không xin lỗi cả nhà, là xin lỗi là 540 người đang xem live của Tùng nhé. Không phải là Tùng là tự khen Tùng giỏi. Nhưng mà may mắn cho Tùng là nhận ra. Và Tùng để nguyên con đường cũ mà họ hướng cho Tùng đi sai đó. Tùng đi con đường mới đúng đắn đến ngày hôm nay. Tùng mới có cái chia sẻ cho anh em. Mới có những cái hàng hot đây này. Những cái hàng hot đây này. Tùng đang găm lại đấy nha anh em nhé. Mấy hôm rồi là Tùng đang găm lại đấy. Anh em đang rần rần Bảo Duy không tên đúng chưa? Đúng không? Và ngày hôm qua và ngày hôm nay là rần rần Pleiku đúng không? Tùng đang găm lại đấy. Tùng đang găm đây này. Đây này. Đang găm lại đấy. Cái con đường thứ hai Tùng chọn đấy. Đang găm lại đây này. Mới có cái chia sẻ cho anh em. Và hôm nay có người hỏi mua Pleiku nhá. Rồi rồi không tin. Nhưng mà Tùng vẫn không muốn bán Pleiku. Và sau họ đi sang đây luôn, từ thành phố Biên Hòa sang đây, để lại tiền để đó nhá. Chào Thuận Người Đầu Gỗ. Inbox cho mình nha Phương Chu ơi. Inbox nha, inbox nha, inbox nha. Đó thì Tùng nói mọi người đó. Cho nên bây giờ là Tùng đề phòng mọi người bước vào vết xe đổ. Cho nên bây giờ Tùng truyền lửa bằng cái tâm của mình, chia sẻ những con giống chuẩn hoa, chuẩn mật hoa, và chia sẻ những cái kinh nghiệm để anh em không bước vào vết xe đổ. Bằng cách là phải đi trước đón đầu, bằng cách là phải có những cái mặt hoa mà được nhiều người đam mê, nhiều người yêu thích, nhiều người mong muốn. À, nhiều người muốn làm kinh tế như Bảo Duy và không tên, à, Đại Cát, rồi Kinh Bắc, rồi Cờ Đỏ, đúng không? Long Khánh, Pleiku, đó. Hỏi cho đàng hoàng chứ không có là lại cho ra đảo ở nhà Đặng Quang Vịnh nhá. Ok thoại, em giàu thoại thái nha. Cảm ơn quả quyết nha. Đấy, xin chào hơn 500 người đang xem live của Tùng. Thực sự bây giờ nói anh em, như bây giờ cứ bảo đam mê, ok. Những người đang có hoa lan là những người đam mê hoa lan, trong đó có Tùng. Nhưng mà đối với riêng cá nhân Tùng là 10% là đam mê, còn 90% là tôi làm kinh tế. Đúng rồi bác Đinh Thụ. Đó em Trần Hoàng Trưởng, đến bây giờ em vẫn còn chưa có nghề không tên và các giống khác mà anh. Cuộc chơi sưu tầm làm kinh tế còn dài mà anh. Ok em trai, chính xác luôn. Thực ra trong gia đình nhà số đông anh em đang xem live ở đây vẫn có những mấy chục triệu, mấy trăm triệu, thậm chí là nhiều tỷ, đúng không? Nhưng bây giờ thời gian vừa qua họ đang còn do dự. Còn như mấy hôm nay dần về đó. Rồi, đó là miền Bắc nha. Miền Nam bắt đầu chuẩn bị nhá. Và tôi sẽ là người đi mua lan. Tôi sẽ là người đi mua lan. Đây. Những cái của Tùng thì Tùng cứ để đây, Tùng đi mua. Anh em nào bán giá êm tôi lại mua về, tôi mua về đó để chia sẻ cho anh em đam mê, cho anh em đam mê làm kinh tế, được chưa? Tùng bị nghẹt mũi, Tùng xịt mũi cái nha. Đúng anh em. Bây giờ nhá, anh em có một những số người mới á, họ bây giờ họ sưu tầm 5-7 kỳ, 10 kỳ Phú Thọ HO, Hồng Nguyên Thủy về họ chơi. Rồi từ đó họ đam mê và sau đó họ làm kinh tế. Đúng không? Thì họ là mua của anh em mình thôi. Ok em trai thoải thái nha. Anh em miền Nam, xông lên. Trời ơi, bỏ 160 tỷ, giờ bỏ thêm mấy tỷ nhầm gì? Anh nào đây? Minh Ngọc này, Tùng hỏi cho anh hỏi câu chú nghĩ sao về Xuân Bình Phước? Minh Khương trả lời là nó chơi không đẹp. Vợ bắt chơi lan thì nói là bị thằng Xuân nó dắt xỏ mũi như con trâu. Hời ơi là hời. Thôi, mấy bác lo cho bác đi.
nhá. Mấy bác lo cho mấy bác, còn em sẽ tự lo cho em. Còn bác muốn đánh giá như thế nào về họ thì bác tự đánh giá nhá. Em không cần phải đưa sự đánh giá của mình lên cho các bác nghe và các bác thấy. Ok, cảm ơn các bác đã quan tâm em nhá. Tự nhiên bây giờ hỏi Tùng đi đánh giá một người, Tùng đánh giá gì trong lòng Tùng biết thôi chứ. Tùng đánh giá họ như thế nào trong lòng Tùng biết, không cần kể cho anh em. Chẳng qua là anh em đây đang kiểu là gì ta, kích động, không kích động được hối đâu nha, không kích động được hối đâu. Còn hối thích làm điều gì là hối sẽ làm, không đến lượt anh em luôn. Đối với anh em làng ba thì chưa sai với ai cả, cho nên tôi thích là tôi chơi. Đó là bạn tưởng như bạn Nguyễn Lê ơi, đó là bạn tưởng nha. Sắp tới anh em sẽ tiếp tục đi gom đi mua, và khi mà khan hàng ở những cái mặt hàng nào đó thì tự nhiên giá nó lên. Một số người đánh giá sai lầm là cây A lên cây B lên thì cây C mới lên, đúng không? Cây A lên cây B lên thì cây C cây D mới lên, đó là sai lầm. Đối với những người làm kinh tế, tôi cho rằng những ông giàu, những ông giỏi, những ông to, những ông khỏe, những ông cao là mới cứu được những ông nghèo, ông thấp, ông ốm, ông yếu, ông nhỏ. Anh em hiểu ý mình chứ? Còn trong cuộc chơi nào cũng có sự đào thải. Ok, ông Tùng không chịu nhiệt được, ông Tùng đẹp trai đồ hối dễ thương không chịu nhiệt được thì ông Tùng sẽ tự rút lui. Ok, thằng khác nó lại lên ngôi thay ông Tùng, nó bình thường. Phi Điệp Hà Tĩnh, cảm ơn Võ Nhân nha. Mình thì không dám đào tạo tại vì mình chào em trai Cát Đình Vũ nha. Cảm ơn Điếc Nặng. Inbox cho mình nha, đồ gỗ Khiên Thủy ơi. Inbox cho mình nha. Nha nha nha, xin chào 500 anh em đang xem live của Tùng nha. Đấy thì là bây giờ là Tùng live như thế này, anh em nào á, ví dụ bây giờ anh em này, anh em nào thích kia nào không tên này. À, ai thích kia cờ đỏ này, đúng không? À, thích kỳ Đại Cát này, hay thích kỳ Long Khánh này, hay thích kỳ Kinh Bắc này, hay thích kỳ Pleiku này, à, hay thích cái người đẹp không tên này, thích cái chậu Pleiku này, anh em nào thích cái nào anh em inbox cho Tùng nhá, Tùng sẽ trả lời anh em. Tại vì một số tin nhắn anh em á, anh em chưa comment bài của Tùng nhiều, hay là chưa có vào trang cá nhân ấn theo dõi hoặc là bấm kết bạn thì nó nằm trong tin nhắn chờ, cho nên Tùng sẽ khó đọc được hơn, nhưng mà Tùng sẽ đọc sau. Đấy, anh em thích cây gì, anh em thích cây gì thì Tùng đây là người đẹp không tên nhá, người đẹp không tên, nhà không có nhiều, chỉ đủ để chia sẻ cho một số anh em thôi. Thật sự là không có nhiều đâu anh em, Tùng quay chẳng qua Tùng quay cái này, Tùng quay đi quay lại nhiều lần đó. Với lại chắc chắn một điều là Tùng sẽ nhiều hơn một số anh em khác một chút thôi. Tại vì Tùng đầu tư nhiều mới có như thế. Tùng đầu tư rất là nhiều tiền mới có những cái kỳ như thế này nhiều. Chào Chu Sunny. Bạn không tin thì không sao nha bạn Trần Hữu Quang Trần. Lúc nào mà bạn cũng nói vậy thì nó cũng đâu có lên được đâu. Bây giờ bạn giả bộ bạn đi bán một ít, hay bạn đi mua một ít, hay tôi bán một ít rồi tôi đi mua một ít đó. Xem thế nào, Tùng sẽ đi mua cho mọi người xem nhé. Ví dụ kỳ của Tùng này, anh em nào mà tính đường xa, mà ví dụ anh em mua cái này á, thì từ nay tới Tết thì Tùng chăm bèo nhèo phải 4-50 sen, thậm chí 5-6-70 sen là bình thường, đúng không anh em? Thế thì khi mà bây giờ ví dụ ông mua kỳ này, ví dụ lên 139 triệu đi, thí dụ ông mua 139 triệu mà tôi chăm cho ông là từ nay đến cuối năm nó đâu đó 6-70 sen thì làm ra được khoảng độ như Tùng vừa rồi, Tùng ra được 24-25 cái, mà may mắn thì nó lên kỳ hết, còn nếu như mà không may mắn thì nó lên đâu đó khoảng 10-20 kỳ đi, 10-20 kỳ
mà tôi chả biết bán nhiêu tiền luôn á. Không lý người đẹp không tên mà đến đến sang năm bằng nay mà nó còn có 5-7 triệu kia thì đúng là thị trường này là không còn người chơi lan nữa. Bán trả góp người đẹp không tên, không bán trả góp bác ơi, cho bác trả làm vài ba đợt thì được nhá. Cảm ơn Phạm Điệp. Cái hạt tròn như quả trứng là hạt gì vậy? Hạt tròn a à, à cái này á. Cái này là phân thôi, cái này là phân thôi. Phân tan chậm thông minh nè. Nhà mà Quang Hùng ơi, phân tan chậm thông minh a à, như quả trứng a à, không phải. Như quả trứng là cái này. Đây đúng không? Như quả trứng là cái này, cái này là phân bàng. Cái này là phân bàng nha anh em. Anh em ơi, tại sao mà cái cây này á nó không có phân hồng hồng mà nó có phân này? Tại sao cái này thì vừa có phân hồng mà là vừa có cái này? Lạ không? Tại sao nhá, để cho coi tại sao. Cái gì nhỉ? Hồng, hồng mà không có bàng, rồi bàng mà không có hồng. Rồi là cái này là hồng lại cũng không có bàng. Nhá, hồng có cái hồng hồng mà lại không có phân bàng. Rồi bàng mà lại không có hồng. Cái này lại hồng và có cả bàng. Không chịu nổi ông tục ngói này. Đơn giản một điều anh em là mỗi tùy cây. Đây còn cây này nó khác. Tùy cây. Đấy mới gọi là trăm cây. Làm sao mà đánh đồng được anh em? Làm sao đánh đồng cái cây như thế này với là cái cây mà mới 2-3 sen? Làm sao đánh đồng được mới cả bụi này? Đó, cây mà kỳ tự nhiên như thế này. Làm sao đánh đồng với lại được cái mầm gốc? Đúng không anh em? Làm sao đánh đồng được với mầm gốc được? Đó là lý do mà của bác là bác cứ cho nha bên Nguyễn ơi. Hello em trai Lê Kết nha. Của bác có gì bác cứ cho nha bác Nguyễn Bín. Còn của em sao bác xúi em được nha. Anh em nào muốn siêu tầm Ngọc Sơn Cước thì hú mình nha. Ngọc Sơn Cước cái ươm đẹp tuyệt trần luôn. Này, Ngọc Sơn Cước là nó khỏe nha. Nó vừa đi ngọn, nó vừa mập nha anh em nhé. Ngọc Sơn Cước bao người mơ ước đây. Anh em nào thích thì inbox cho Tùng nhá. Chụp màn hình nào, chụp màn hình nào. Ngọc Sơn Cước bao người mơ ước, rẻ thì khỏi nói nha. Rẻ rất ác chiến luôn. Đấy là một cái Ngọc Sơn Cước nha. Cái Ngọc Sơn Cước này còn khủng hơn. Còn một mắt ngủ và bộ rẻ là khiếp hồn. Bộ rễ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cọng rễ nha anh em nha. 9 cọng rễ nha. Đây Ngọc Sơn Cước bao người mơ ước đây anh em. Phê luôn, phê tê luôn. Còn một mắt thức nha. Anh em chụp màn hình nào. Ưng thì inbox cho mình nha. Cái lô này được 3 kỳ rõ đẹp. Rất đẹp luôn. Vừa béo, cái phong cách của Tùng Cam hiện nay là báo cáo cả nhà là vừa béo vừa đi ngọn. Sai cây hay đúng cây cũng giống nhau thôi mà, đằng nào chả vỡ nợ. Phi Điệp Hà Tĩnh. Ok, thằng nào vỡ nợ thì thằng vỡ thôi. Đơn giản. Mẹ, trên đời này mà thằng nào cũng thắng lợi cả thì thằng nào thua. Phi Đẹp Tím Hà Tĩnh này thôi cho một cơ hội đó. Để cho thấy Tùng kiếm tiền từ cây lan nhé. Phi Đẹp Tím nhé. Để cho bạn thấy Tùng kiếm tiền từ cây lan. Cảm ơn Thương Lan Rừng. Giá nào anh trai? Giá gì Quỳnh Đầu Gỗ ơi? Bạn nào thích Ngọc Sơn Cước này? Bảo Duy này, Bạch Tuyết này. Người đẹp không tên nào. Bạn nào thích gì inbox cho mình nhá. Bạn nào thích gì thì inbox cho mình. Lê Kế rồi anh em ơi, nhìn cái kỳ người đẹp không tên này đẹp không? Kỳ này là 8 sen rưỡi nha anh em nhá. 8 sen rưỡi này. Kỳ này 9 sen này. Kỳ này cũng 9 sen này. Cái lô người đẹp không tên nó đẹp lắm anh em. Đẹp lắm luôn.
Anh em cứ bình tĩnh nha. Mình bán được thì bán, mà không bán, chưa bán được thì mình đang găm hàng nha anh em nhé. Mình đang găm hàng và sắp tới đây mình tiếp tục đi mua hàng. Đây, dừng lại nói chuyện với Phi Đẹp Tím này. Phi Đẹp Tím đang hỏi Tùng. Em chào anh trai An Thiên nha. Cảm ơn em trai Lê Kết. Chung Sony inbox cho anh em. Bây giờ giang hồ hỉ mát lắm. Bây giờ nó thấy mình báo giá xong bắt đầu là nó cướp mối, bắt đầu là nó đưa ra cái kỳ là xong nó báo giá thấp hơn, cuối cùng nó làm nát thị trường luôn. Đấy. Cho nên anh em quý Tùng mà thấy Tùng trăm cây được, thấy không? Thấy Tùng trăm cây đẹp, kỳ to, kỳ đi mạnh, đi khỏe, inbox cho Tùng. Ai inbox? Tùng bán giá êm, trăm cây cho một năm, được chưa? Mua Bảo Duy, mua Không Tên, mua Pleiku, Kinh Bắc, Long Khánh, Đại Cát, cờ đỏ là trăm cho một năm, miễn phí, được chưa? Yeah. Ok anh trai An Thiên, em trân trọng mời anh xuống em được không ạ? Anh xuống em rồi, nhưng mà em sẽ sắp xếp lên thăm anh trai. Đúng rồi, chơi thì phải có người thắng người thua chứ. À, cái gì? Từ đang nói câu chuyện này cho nó vui này. Chào Lê Mạnh Trèo nhé. Ai đâu rồi? Cái gì vừa nói gì đây? Lái mối tình cảm, đúng rồi, lái tình cảm. À, Phi Điệp Hà Tĩnh là một người gì anh em? Phi Điệp Hà Tĩnh là một người mà chùn bước, là một người thua cuộc. Là một người thua cuộc, là một người nhục nhã như một chiến binh ra trận, rồi sau đó tự bảo tôi thua rồi. Ô mẹ ông ơi, ông Trung Quốc ơi, tôi thua rồi nhá. Phi Đẹp Tím Hà Tĩnh thì tại vì có tím thôi, có cánh trắng đâu, mẹ làm gì có Bảo Duy. Tôi đố thằng nào trên đời nào có Bảo Duy mà bảo tôi thua rồi. Tại vì hắn ngu lắm, xong hắn là còn bảo là mình lại lãi được đồng nào chưa đấy. Đủ thứ trên đời. Tùng này và vợ Tùng này và gia đình Tùng đã xác nhận luôn với anh em luôn, hôm nay là gần 500 người xem live xác nhận luôn. Đủ thứ trên đời. Vườn của Tùng bây giờ là vườn không đồng. Tùng bán bao nhiêu trả lời? Vườn của Tùng bây giờ là vườn không đồng. Tùng bán bao nhiêu trả lời? Hiểu chưa? Nha nha Phi Điệp Hà Tĩnh. Vườn của Tùng bây giờ là vườn không đồng, Tùng bán nhiêu trả lời? Không đồng là không có đồng nào á. Nghe chưa? Mình xác định là không có đồng nào. Thế bây giờ tôi bán, ví dụ tôi bán một cái kỳ này 139 triệu đi. Tôi ví dụ 139 là số đẹp nha, 139 triệu. Hay là cái này tôi bán 99 triệu thì ví dụ vậy đi. Là tôi lời đó. Tôi lời đó. Hay kỳ này tôi bán 111 triệu đi. Hay là kỳ này tôi bán 150 triệu đi. Là tôi lời đó. Thấy chưa? Vườn tôi là vườn, giờ vườn không đồng. Tôi bán nhiều trả lời. Quan trọng là chăm được cây, nhân được kỳ. Sĩ Quang có hàng quốc dân, bán cho anh em chơi nào? Ok. Thích là bán hàng quốc dân. Bán hàng quốc dân đẹp luôn. Đây. Hàng quốc dân bây giờ nó hơi dài, thành ra mình phải để như này này. Xin lỗi các chàng trai. Đây. Chăm được cái kỳ Phú Thọ như thế này. Bây giờ mỗi một thân đâu đó khoảng độ gần 30 cm, một mầm 30 cm. Cái kỳ Phú Thọ như thế này này. Đây này, sĩ Quang chia sẻ cho Sĩ Quang một cái kỳ này với giá là 888k này. 888k này. Mua về chơi, chơi hoa, chơi Phú Thọ. Mơ ước được chơi Lan Va đây. 888k. Phê luôn. Chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá. Chốt số điện thoại, giá.
và sau đó chuyển khoản cho Tùng theo số tài khoản 496 MBBank. Tên Tùng luôn. Đấy, quốc dân cho anh em. Quốc dân nhưng mà phải chăm, nó phải sạch, nó phải đẹp. Đúng không anh em? Đây. Mình phải yêu cây chứ, mình yêu cây mình mới chăm được cây như này chứ, đúng không? Cảm ơn Phan Thắng nha. Ok, thích thì lại chơi Yên Thủy này. Có Yên Thủy đó. Thích thì chơi Yên Thủy thôi. Bình thường. Yên Thủy này, Yên Thủy đây. Đẹp như mơ luôn. Đây, Yên Thủy đây. Anh chia sẻ cho cái Yên Thủy này này. Chia sẻ cho em với giá 2,5 triệu này. Thôi tính 2,2 triệu đi. Quá đẹp luôn này. Quan trọng là mình như thế này mà chăm sau đó mới ra một bụi đó, để ngắm hoa chơi. Bỏ vài triệu ra. Yên Thủy đây em. Mà Sĩ Quang inbox cho anh đi, tí anh chụp hình cho em cũng được. Sĩ Quang inbox cho anh đi. Em chưa có gì, inbox cho anh đi. Trời ơi, phải có người bán như tôi thì thị trường nó mới lên anh em ạ. Phải có người bán như tôi thị trường nó mới lên. Này, cái bạch tuyết ở trước mua mà nhỏ xíu, xíu xíu có 2 sen bây giờ như thế này này. Đó. Chào Hoàng Lê nhé. Em chào anh trai Dũng Vũ. Cảm ơn Đạt Nguyễn, Tuấn Đạt. Hai phẩy hai triệu nha bác Đoàn Hải. Đây nhá. Từ từ, đây này, tức lắm rồi. À, cái gì đạt Doãn này này. Em đố anh bán cây nào mà trong thời điểm này được tiền chục triệu thôi chứ không cần phải tiền trăm. Em nhầm rồi em ơi. Em đạt Đoàn ơi, em quá nhầm rồi. Phải nói là em cực kỳ nhầm luôn. Anh nói thật luôn với em luôn, bây giờ cái loại không tên là anh đang găm hàng đấy, anh không có bán nhá. Đây này. Em có tin không, anh bán cây này là bay luôn không? Đây nhá, người đẹp không tên này. Người đẹp không tên này. Người đẹp không tên đây. Em có tin anh bán bay luôn không hả Đạt Hoàng? Chẳng qua anh găm hàng đấy nhá. Anh găm hàng thôi. Em có tin ngay bây giờ anh bán được không? Cả nhà có tin ngay bây giờ tôi bán có người chốt cái kỳ này không? Đây nhá, mọi người nhìn kỹ nhá. Kỳ là kỳ số 5 nhá. Kỳ này đẹp, tôi chọn kỳ đẹp tôi bán này. Kỳ là trồng ngày 1 tháng 5. Nè, tin không? Tin tôi bán luôn không? Mọi người tin tôi bán, có người anh em chốt không? Trời ơi, nghĩ sao mà bây giờ mấy chục triệu một cái kỳ mà không ai mua. Tin không? Tôi chọn kỳ đẹp tôi bán, tôi đang găm hàng đó anh em ạ. Tôi để cho một số anh em bán đi. Tôi đang găm hàng, còn cái kỳ đẹp như này này. À, tôi bán cây một nha. Bây giờ kỳ này nè, kỳ người đẹp không tên. Đây bán để thể hiện chứ không tính giá thị trường. Kỳ người đẹp không tên này Tùng bán cho anh em với giá là 99 triệu 999. 99 triệu 999. Tùng nuôi hộ cho anh em 1 năm. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại. 99 triệu 999. Đơn giản có gì đâu.
99.999. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại và giá. Ai chốt thì ghi chốt số điện thoại giá. Hưng Ngô. Đây. Khi người đọc không tên. Đẹp như trong tranh này nè. Chẳng có tôi găm hàng thôi. Anh em nào chốt bán rẻ cho anh em luôn. 99.999. 99.999 khi người đọc không tên này. Xin lỗi anh em á. Nhiều người muốn chốt 99.999. Anh em nào chốt ghi chốt số điện thoại 99.999. Kỳ một cái kỳ quá đẹp như này. 500 anh em, hơn 500 anh em đang xem live. Trời ơi, rúi bonsai rồi cái gì này. Không có Bạch Tuyết 2 triệu cho bác Liên Hoàng ơi. Bác inbox cho mình đi, mình sẽ chụp cho bác xem bác có hài lòng không. Bây giờ mà mua được một cái kỳ mà người đẹp không tên như thế này nhá, là nó như mơ luôn anh em. Số lượng thị trường không bao giờ có nhiều đâu. Tùng có nhiều hơn, chẳng qua Tùng đầu tư quá nhiều. Anh em nào chốt thì ghi chốt số điện thoại 99.999. Xin lỗi anh em. Đây này, tôi chẳng có khoe với anh em đâu. Anh em cứ chờ đấy nhé, xem tôi làm giàu nhé. Đây này, người ta tới cái xong người ta bỏ tiền ở đây, người ta về chẳng biết người ta mua cây gì đây nhé. Tôi bán hàng tôi chưa cần đăng đâu. Đây này, chuẩn bị nới thêm ra kia nhé, đang làm thêm vườn đấy anh em ạ. Nếu không bán được tiền tôi chẳng tâm huyết trăm cây như thế này đâu anh em. Đây. Ví dụ như một cái cây người đẹp không tên như thế, sắp tới tôi nuôi như thế này nè. Tôi nuôi như thế này không biết tôi có bán 100 triệu không biết. Thực sự anh em không có tin và thực sự một số anh em không có tiền. Trời ơi. Tuấn Nguyễn ơi. Tuấn Nguyễn. Tôi nói thật với ông nghe đó, tại vì ông không có niềm tin và ông cũng không bao giờ mà làm được gì đâu. Tôi dám chắc với ông luôn. Thực sự á, những người đang xem đây, 556 người đang xem live ở đây, có rất nhiều người muốn chốt nhưng không có tiền. Nói thẳng luôn chứ không phải là người ta không muốn chốt đâu. Trời ơi, tôi đang có một mình như này. Tôi đang có một mình tôi ở đây. Anh em nào chốt thì chốt, không chốt thì lúc khác người ta sẽ chốt. Còn tôi nói thật với anh em luôn á, bây giờ trong số anh em đây này, anh em nói thật đi, nói thật lòng với tôi, cái comment thật lòng một cái đi. Có phải em rất là muốn chốt khi người nào không tên này, chẳng qua hiện nay em không đủ tiền và anh em hoặc là không có tiền không? Có gì đâu mất mặt. Tôi bán hôm nay tôi bán không được, ngày mai tôi bán được. Quá đơn giản. Xin chào gần 600 người đang xem live. Tôi nói thật với anh em luôn á. Nè. Đang găm hàng thôi. Găm hàng đây này. Hết sức bình tĩnh nha. Vườn Lan Ngọc Anh. Không bao giờ có chuyện đó em gái. Đấy chưa, võ nhân này muốn chốt lắm nhưng không có tiền. Chẳng qua không có tiền chứ không phải là không muốn chốt những cái kỳ người đẹp không tên như thế này. Đúng không anh em? Đấy, Kim Di Linh này.
ghi ngày đọc không tên đây. Quá đơn giản. $99,999,000 một ghi ngày đọc không tên như thế này. Ok, Trịnh Thắng. Tùng sẽ chăm cho anh em một năm. Kỳ người đẹp không tên như này nè. Năm ngoái khi chưa mất giá, khi kỳ này bèo nhèo nhất phải 6-7 tỷ. À. Xin chào 600 người đang xem live của Tùng nhé. Xin chào 600 người đang xem live của Tùng. Tùng mở xem là có bị ẩn comment không. Cái máy Tùng không đọc được comment. Tùng mở xem là có bị ẩn comment không. Một số anh em á. Một số anh em á thì là muốn chốt nhưng mà chẳng qua họ chưa đủ tiền, chứ không phải cái key này không đáng bấy nhiêu tiền. Máu chứ sao không máu. Những key người đẹp không tên như mơ thế này, nó hoàn toàn xứng đáng với số tiền đó. Chẳng qua là gì, chẳng qua là những người mà muốn mua thì bây giờ có thể họ đang không xem like. Hoặc là bây giờ những người muốn mua nhưng mà họ chưa đủ cái số tiền đó. Đó là khẳng định với anh em. Chứ không phải cái kỳ đó nó không xứng đáng bấy nhiêu tiền. Ok, Thúy Vân Lê Kim. Không báo lãi nha Hoa Quỳnh ơi. Anh em nào ưng mua cây nào, Tùng bao không mất gốc trong vòng một năm. Trong vòng một năm đó được thì anh em ăn. Chưa? Còn không anh em thích an tâm á, thì bây giờ được bao nhiêu thì chia 7-3. Thế thôi. Chỗ ăn chắc. Sau một năm thì không mất gốc. Được chưa? Sau một năm là không mất gốc. Cuộc chơi bây giờ nó khác. Đúng rồi, thật ra là không có tiền, chứ không phải cái những cái kỳ như thế này mà không xứng đáng bấy nhiêu tiền. Đúng anh em, để chăm được một cái kỳ đẹp này. Đấy. Chẳng, ok, không sao, Trịnh Thuấn, bình thường. Không nha, Hoàn Vũ ơi. Tùng đang dừng lại, Tùng đọc một số comment. $99,999,000 nha anh em nhé. Đó. Vấn đề là bác Bình Nguyễn đây nè. Bác vẫn không hiểu sâu hiểu xa. Bây giờ thị trường là gì? Thị trường thì phải có người mua, phải có người bán, đúng không? Bản thân bác thì cứ muốn là mẹ Phú Thọ HO lên, mà là cứ muốn là phải cây khác phải rẻ cơ. Đời lạ, rất là lạ luôn. Anh em thì ai cũng muốn là giá lên, mà lại phải kêu ông Tùng bán giá rẻ cơ. Làm sao lên được?
Tôi muốn đọc một số comment này. Chưa đâu, sang năm thì chưa thể có những cái giò phú Anh em nào chốt trên like là xong rồi chuyển tiền luôn. Đặng Sơn nè, nhiều người họ sẽ chốt áo. Nhiều người họ sẽ chốt áo, nhưng mà Tùng phải hỏi xem. Tùng phải hỏi xem là cái ông này có đúng thật không. Để Tùng gọi cho số điện thoại này cái đã. Không 968 980 777. Mình phải gọi xem là có phải không. Nhiều khi người ta chọc mình, người ta ghẹo mình, hoặc là người ta anh em hết sức bình tĩnh nha, hết sức bình tĩnh. Alo, bác có phải bác Đặng Sơn không? Bác có phải là Đặng Sơn không? Rồi, ok bác. Ok, số vừa rồi Đặng Sơn là chốt áo anh em nhé. Anh em hết sức bình tĩnh. Vấn đề là một số anh em á, họ đang còn do dự thôi. Còn Tùng thì vẫn vững tin. Và cái chuyện mà bây giờ nếu như Tùng bán mà kiểu là bán đại hạ giá thì nó lại không còn một cái giá trị. Nó sẽ làm cho bản thân Tùng nó mất luôn giá trị, chứ không phải là cái cây lan của mình nữa. Không có bao nha. Mình không bao lời nha. Anh em phải hết sức bình tĩnh. Không phải làm chuyện gì mà cũng dễ dàng đâu. Anh em hết sức bình tĩnh nhé. Đúng rồi Hiền Lê, một ngày nào đó thì cái gì cũng sẽ nhiều thôi. Công mến thành viên hội Giáp Tý chốt kìa. Sao mình không thấy nhỉ? Bác Lê Hồng Quân, bác thấy comment này, bác trả lời bác gì ta, bác phản hồi cái comment giùm em. Công mến hội Giáp Tý đúng không?
Rồi. Ok. Đây, vừa rồi là công mến là mình không thấy comment nha anh em. Tùng không thấy comment nha. Vừa rồi bạn nào nhắc là công mến hội Giáp Tý. Đây. Công mến vừa chụp màn hình gửi qua đây. Là công mến chốt ở số điện thoại này. 0918 504 558. Sao để mình Tùng bấm được ta? Công mến hội Giáp Tý này. Đây, đây đúng rồi bác gì đây? Công mến hội Giáp Tý à? Để đây Tùng gọi thử xem nhé. Công mến hội Giáp Tý chốt đúng không? 00918 0918 504 504 558. Đây. Tùng gọi xem có phải không nhé. Tùng không có thấy comment đó mọi người, mà cái bạn kia vừa hỏi xong bạn phản hồi. Alo. Alo. Dạ, nghe. Em là công mến đúng không? Dạ đúng ạ. Em mới chốt kia người đặt không tên của anh đúng không em? Dạ đúng ạ. Ok rồi, anh đang live stream thì anh vừa gọi điện thoại để xác nhận xem có phải em chốt cái kỳ này là 999 triệu 99 triệu 999. Alo. Dạ đúng rồi này. Ok, anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi, ok em nhé, có gì em chuyển tiền giúp anh nhé. Dạ vâng ạ. Em là cũng trong hội Giáp Tý đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi, ok, anh cảm ơn em nhé. Dạ. Rồi. Ok mọi người. Người em công mến. À, nghe bạn gì nói là ở hội Giáp Tý và Tùng không thấy comment. Tùng không thấy comment luôn. Và em ấy đã chốt. Đây bạn kia bạn phản hồi lại này. Bạn kia bạn phản hồi lại là mình mới thấy comment. Ok em trai Thiên Nguyễn nha. Đúng rồi Nguyễn Phương Hoài, Tùng không thấy comment mà bạn kia bạn vừa phản hồi cái comment của công mến thì Tùng mới thấy, và Tùng mới thấy số điện thoại, Tùng mới vừa gọi lại. Và chốt kỳ này cho em trai công mến. Hội Hoa Lan Giáp Tý nha anh em nhé. Đây kỳ này đây. Chốt kỳ này cho em trai công mến. Và nếu em trai công mến đang xem lại thì anh sẽ, nếu em lấy về thì lấy, mà không thì anh sẽ chăm cho em một năm. Kỳ người đẹp không tên này. Kỳ rất đẹp. Cảm ơn bạn bạn Quân hay bạn gì nhá. Mình mở lại xem bạn. Cảm ơn bạn Lê Hồng Quân rất là nhiều. Cảm ơn bạn Lê Hồng Quân nhá. Nhờ bạn phản hồi cái comment ấy thì Tùng mới thấy. Chúc mừng em trai công mến đã có người đẹp không tên. Và mọi người ạ, thực sự mà nói thì mình không phải lên đây để mà bán ảo, hay là mình không phải là mình nói dóc nó phết làm gì cho nó tốn thời gian, đúng không? Thà mình nói chuyện không, mình không bán. Nhưng bạn kia bạn bảo là bây giờ không có ai bỏ bạc chục triệu ra. Anh em người ta đi dần dần người ta mua kia mới nhú 3-40 triệu, 4-50 triệu đầy, đúng không? Đúng rồi Võ Nhân. Ok Nguyễn Nam Hà Hội. Những cái kỳ người đẹp không tên hàng đang còn rất là hiếm như thế này. Mình không có vô thường Hoàng Đạt ơi. Lưu Thưởng này là một cái người rất là đéo, mình đã chặn rồi mà sao lại còn xuất hiện ở đây ta. Lưu Thưởng này mình đã nhớ là mình chặn rồi mà ta.
Ok Thu Vũ Xuân. Đạt Doãn nha, bạn đã sai nhé. Bạn đã sai. Tùng đang dừng lại đọc một số comment để Tùng nói chuyện cho nó xôm. Tùng đâu có rảnh đâu, tự nhiên đi lên live, đi lên để đi chốt áo, để làm áo làm gì. Thế thì ngày nào Tùng cũng lên cho mọi người chửi chơi đúng không? Lâu lâu Tùng lên live, thứ nhất là lo công việc, thứ hai là còn phải chăm cây. Đây là soạn vườn này, mọi người thấy không? Từ đây này, là đây là cái khu này là khu găm ghim đây nè. Lý Hoàng Công Linh ơi, cái thằng đó nó hay nói kiểu là nó thằng Lưu Thưởng đó, nó hay nói cái kiểu là kiểu sao ta? Kiểu mà nó chán trường á, chán đời á, kiểu nó mất niềm tin, kiểu nó nói kiểu gì á, Lưu Thưởng á. Tùng nhớ là Tùng chặn rồi mà hầu như Tùng chặn trang cá nhân thì phải. Lâu lâu cho mọi người xem cây, Tùng chăm có được không, đúng không? Còn làm ra được thì phải bán thôi. Làm ra được phải bán chứ anh em. Anh em nào chưa có giống thì anh em sưu tầm về là cái loại nhân giống, loại VIP và siêu VIP thì sẽ bán cho anh em được. Còn bây giờ HO Phú Thọ thì vườn nhà nào cũng có thì sao bắt người ta mua được anh em. Đây, Phú Thọ HO nhà tôi đầy. Đúng không? Đây, những cái kỳ đẹp, ơi đẹp luôn. Đúng không? Anh em có mua cây ở đâu rẻ hơn á, nhưng mà trăm cây không lên. Trăm cây không đẹp, làm kỳ không được thì cũng thua thôi. Đâu phải cứ đầu tư mà thắng. Đúng không anh em? Cảm ơn Mai Văn Chí. Ok Lâm Xuân Hiếu. Kỳ quá đẹp như này. Bây giờ con một mình đây, mình không có ghi tem được nha. Mình sẽ ghi tem cho em công mến nha. Chào anh Tài Phát Hưng nha. Mình sẽ ghi tem cho em trai công mến. Đơn giản có gì đâu. Đấy, như cái này, loại như cái này này. Xin lỗi anh em nhá, nó vẫn là tiền. Đây, nó vẫn là tiền. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái Bảo Duy nhá anh em nhá. Nhà anh em mà cứ nuôi Bảo Duy đầu tiên bé như cái này, sau đó là nó mình nhân kỳ mà được ra cả chục cái kỳ như cái này thì anh em có vui không nè? Đúng không? Bỏ phân vậy không sợ chết hả? Trần Bình An. Thì đấy, cây nó vẫn sống đấy. Ok, công mến ở Hậu Giang. Công mến anh Phạm Thanh Phương này, Hoa Lan Phạm Thanh Phương này. Em cảm ơn anh công mến ở Hậu Giang anh. Đó, em vừa chốt kỳ người đẹp không tên. Mọi người thì không còn niềm tin, không có niềm tin. Người ta bảo là bây giờ không có ai bỏ bạc chục triệu ra để mà chốt lan đâu. Anh em miền Bắc người ta đang rần, người ta mua cái mắt thức của người đẹp không tên, hay cái kỳ bé người đẹp không tên á, 40-50 triệu, 70-80 triệu đầy nhá. Giờ người ta gom rồi, ta gom hết rồi. Đây là hàng găm hàng ghim anh em này, hàng găm hàng ghim. Còn tôi mà mất niềm tin thì tôi tháo hết luôn, không để tới giờ nha anh em. Hàng găm hàng ghim, cái này này không bán được á thì mới để năm sau. Còn cái này này mà không bán được thì cũng để năm sau, nhưng để làm tác phẩm. Còn cái này không bán được chăm tiếp nhân giống. Em mới mua kỳ nhỏ vô thường. Vô thường Tùng không có nên Tùng không bận tâm lắm bạn. Đúng rồi bác Trọng Phú. Quá tuyệt vời luôn. Cuộc đời vẫn đẹp.
Cuộc đời nó vẫn đẹp. Xin lỗi anh em á, Tùng chưa muốn làm cho nó rùm beng lên đâu nha. Người ta đến đây, người ta chốt một ký báo duy và một ký người đẹp không tên, và người ta để tiền đây người ta về. Chuyện tiền nong bạc gạo mình không có khoe. Chào em Cao Tùng yêu xấu. Một số cái thằng mà sân si tôi đố nó bây giờ trong tay mà cầm mà nói chuyện Messenger với tôi mà cầm mấy trăm triệu, cầm bạc trăm triệu. Nhưng mà nói ở đây á, là mình nói để cho một số anh em á, đang xem live đây này, mà họ đang chơi lan, họ đang đam mê á, họ có thêm niềm tin, có những động lực, có những năng lượng tích cực thôi. Nhưng mà một số những thành phần đó đôi khi mình vẫn phải thể hiện sức mạnh, như Triều Tiên vẫn phải thể hiện sức mạnh quân sự mà. Còn bây giờ thử hỏi mấy, ví dụ cái ông nhỏ, ông vườn nhỏ nhỏ mà ông mất niềm tin, nhà ông chỉ có mấy cây lèo tèo, bây giờ có người ta bán, ông có cây đâu mà bán. Tùng nói thật với anh em luôn, bây giờ muốn con chỉ vàng nhé, muốn con cây vàng thôi, muốn có cây vàng ra lụm cây này bán cây vàng. Được không? Ủa nó không là tiền à? Tôi đố trên cái thế giới này có cái cây nào mà như này mà tính giá bây giờ thôi. Tùng tính gọi là tính mẹ vừa bán vừa cho luôn á, một cây vàng. Chứ đừng nói là một cây rưỡi vàng, tôi vừa bán một cây rưỡi vàng đó anh em. Tùng vừa bán một cây rưỡi vàng đó. Và người ta là dân chơi lan, công mến, tôi vừa vào phay công mến là một thành viên trong hội Hoa Lan Giáp Tý. Tôi chưa từng quen biết và chưa từng hợp tác. Tại vì sao anh em? Một số anh em hiểu nhầm thế này nè. Cái lúc mà giá cao là anh em đổ xô anh em đi mua. Thế bây giờ là giá nó thấp thì anh em so với giá quá trời cao, so với giá quá trời thấp như bây giờ. Thấy không? Thì rồi đây, Công mến vừa chuyển khoản cho Tùng đây. Đây, Tùng cảm ơn Công Mến rất là nhiều. Công Mến là chốt rồi, mình khỏi mà cần phân vân rồi, mình đã gọi điện thoại rồi. Và Công Mến là một người chơi hoa lan và trong thành viên hội Hoa Lan Giáp Tý, cái hình đại diện là mình biết rồi nha anh em nhé. Anh em đang so đó, đang so cái cây 10 tỷ đó với cái cây trăm triệu, hơn trăm triệu. Anh em đang so sánh như vậy thì anh em thấy là nó rớt giá, nó mất giá, rồi nó rẻ như thế, rồi thời gian dịch bệnh vừa rồi nó không bán được, rồi những cây hàng quốc dân hay những cây hàng tầm thấp khác thì nó nhiều rồi thì giá nó thấp. Anh em đang so như vậy. Nhưng bây giờ anh em thử nghĩ đi. Bây giờ trong vườn nhà anh em mà có cả trăm cây không tên mà bán với giá như tôi vừa bán, hoặc bán thấp bằng một nửa luôn đi, thì có phải là tiền không? Có phải là rất là nhiều tiền không? Bây giờ tôi lại mở cái tin nhắn bên đây cho anh em xem. Tôi lại mở tin nhắn bên Messenger cho anh em. Nãy giờ là có khoảng đâu đó khoảng mấy chục cái tin là hỏi mua Bảo Duy không tin, mà tôi chưa đọc. Đây, anh em á, anh em những cái mà tôi chưa đọc này. Này, Công Mến ở chùa ấy xong gửi hình cho tôi. Đây này, một cái này. Nãy giờ mọi người hỏi là Bảo Duy này. Mọi người thấy chưa? Bảo Duy này. Đây này, mọi người thấy chưa? Người ta hỏi đó, người ta đang muốn mua đó. Nhưng mà tôi không bán trên live, bán trên live nhiều thằng nó cướp mối. Nếu anh em muốn mua nha, bây giờ anh ơi em có 50 triệu, bán cho em một ki A, ki B, được không? Anh chụp hình được không? Ok, ví dụ Tùng chụp hình cái này, bạn đó ưng giá, ok, chốt xong. Được chưa?
Còn bản thân Tùng á, chính cái người đi mua của cái người kia xong về cây bây giờ là cây yếu quá, cái người đó lại gọi lại cho tôi. Người đó gọi lại cho tôi thông báo là em xem like thấy anh báo như thế, nhưng mà có người đó gọi lại cho em và người ta chào mời em cây này với giá mềm hơn của anh một chút. Đó, và bây giờ cây quá yếu, cây gần muốn chết luôn. Người đó đi chợ mua từ vườn này, xong qua ông tay kia, xong qua ông tay nọ, xong qua ông tay nọ. Cuối cùng về ống, cuối cùng là giờ dân đi chợ thì họ đâu chăm dùm được một năm như tôi. Rồi thông báo xong, anh ơi chia cho em một ký. Nhiều khi không muốn nói, đã không muốn nói thì nói luôn này. Chẳng qua mình không có khoe nhé anh em nhé. Đây này. Đâu rồi? Chẳng qua là đôi khi không muốn khoe với anh em. Tại bây giờ khoe cũng khổ, mà không khoe cũng khổ. Khoe thì nó ganh tị, thế mới căng. Khoe thì nó ganh tị, mà thôi không khoe. Kiềm chế. Không có khoe. Khoe là nó ganh tị. Phi Điệp Hà Tĩnh uống. Mình vẫn nhớ mình chặn nó rồi mà sao lại không chặn ta. Cái máy này không bấm gì được không được. Ai còn niềm tin thì người đó chiến thắng, ai mất niềm tin thì thua luôn. Ok anh trai Phạm Thanh Phương. Không sao hết, không sao hết, Tùng vẫn ở đây, vẫn đẹp trai, đầu hói dễ thương. Và vẫn trăm cây rất chi là đẹp, à, trăm cây rất chi là đẹp, rất chi là đẹp, à, không đùa được đâu, cứ bảo là bạch tuyết thì bé, nhưng bạch tuyết trăm vẫn nù nhá, vừa nù vừa đi nhá. Nhìn như vậy nhưng mà không thắt đâu nha, không thắt đâu nha, chẳng qua là vừa rồi nó lên cái mầm nở ở đây. Nó dồn lực để nuôi cái mầm lỡ này. Bắt đầu nó như này thôi. Và nó lại đi tiếp đấy bạn ạ. À. Giống như cái này. Hôm rồi ra cái mầm lỡ này. Thì nó cũng đứng. Cũng kiểu như đứng. Nhưng mà giờ nó lại đi đây này. Anh em thấy chưa? Bây giờ Tùng vẫn trăm cây đây. Và trăm cây. Trăm cây rất chi là phê. Nha. Nếu như nó không có giá trị. Hay không còn giá trị cao. Thì Tùng không có trăm như này làm gì đâu. Nha anh em nhá. Đây trăm cây đây. Đó. Cây này đang phải hãm bớt nó lại này. Đang hãm lại đây. Nó đang đi ngọn nhưng mà đang hãm lại đây. Cây này nhá, bạch tuyết lá bạc đấy. Hãm lại, hãm nó lại. Cho nên mới không thấy cái hồng hồng kia nha anh em. Đang hãm lại nhá. Không cho nó đi mạnh nữa. Cây này là khác. Cây này là khác. Đây anh em, gần 50 cm mầm gốc đây. 81 sen kỳ năm nhất được bấy nhiêu thì từ nay cuối năm vừa rồi Tùng đăng 3m2, anh em nào mua 3m2 luôn. Giờ 81 sen nè. Nếu không có 1m2 thì Tùng lấy cây khác làm sao cứ cộng đủ 1m2. Đó. Không tên. Ôi giời ơi, kỳ bà lê cu. Trời ơi, cái kỳ bà lê cu này phê quá anh em ơi. Kỳ bà lê cu này phê quá, phê luôn. Lê cu chứ mấy. Đào đâu ra nhiều. Hàng găm hàng ghim đó anh em. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Bán là bán kiểu là thị trường thôi. Chứ bây giờ Tùng không giàu. Tùng nói thật với anh em luôn, không giàu. Nhưng Tùng không cần thiết phải kiếm, phải dứt khoát là phải bán lấy mấy chục triệu. Đó là lý do mà Tùng đang còn những cái dòng này đó, cái này đó, hàng găm hàng ghim đó. Còn đương nhiên bán, mình có tiền là mình thích mà, mình có tiền mình thích, thích quá luôn chứ. Nhưng mà không nghèo đến mức độ mà buộc phải bán cái này, không nghèo đến mức độ mà buộc phải bán kỳ bảo duy nó như thế này.
Ô, như này mà tôi nuôi 1 tháng nữa là lên ít nhất 5 sen nè. Ít nhất là 5 sen, dám chắc với anh em luôn. Bây giờ không nhất thiết phải bán. Loại bảo duy như thế này tôi nuôi là trong 1 tháng ít nhất là lên 5 sen, 6 sen. Không bao giờ khác được. Tại vì cái cây này này, cái cây này này là nó thua cái cây này này. Là đúng tròn 1 tháng này anh em. Tô đùng rẽ một chùm. Đấy, tự tin mà. Đấy, bảo duy này, loại này nuôi 1 tháng lên 6, 7 sen bình thường. Như con này khỏe như này, nuôi 1 tháng như con này nuôi đúng 1 tháng, trong vòng 1 tháng lên 6 sen. Anh em thích bao luôn anh em. Này, con bảo duy nào chả đẹp anh em. Đắt nó sắt ra miếng chứ. Đắt nó sắt ra miếng anh em ạ. Này, bảo duy nó này, phê chưa? Nhìn như vậy đó, tại vì chưa bán cho nên phải như vậy ha. À, thứ nhất là găm, thứ hai là ủ. Đây là đang ủ đây anh em, đang ủ. Ủ miêu á, ủ miêu. Cái lô này lên đẹp lắm, đều lắm anh em. Đều lắm, đấy, bảo Duy đấy. Đang ủ đây anh em. Ủ miêu á. Ủ miêu đấy. Đang ủ miêu đấy. À, cái lựa không tên thứ ba này nhá, lựa không tên thứ ba đây. Đang ủ mưu đây. Cái này là lựa không tên thứ hai này anh em này. Lựa không tên thứ hai này, lựa không tên thứ ba này. Đấy, hàng ủ mưu đấy anh em ạ. À, bé xíu đây này. Hàng ủ mưu đấy. Anh em mà thấy cái rêu này mới là anh em biết là tùng mới trồng này. Còn anh em thấy rêu xanh xanh này này là đã bỏ trước lâu rồi nè. Đúng không? Đấy, mình bỏ vậy á. Thì tại sao Tùng lại bỏ cái này? Thì khi mà đến thời điểm mà cây đến một thời điểm nhất định thì Tùng lấy cái này lên này. Thì Tùng lấy rất là nhẹ và nhẹ nhàng và ai lấy cũng được. Và khi lấy lên á là không bị dơ giá thể nha mọi người nhá. Nó không rớt những cái bụi bẩn á xuống dưới rễ nha. Khi Tùng lấy đi thì cái chậu của Tùng, tại sao ai vào đây cũng khen là cái chậu của Tùng nó sạch. Khi Tùng lấy đi là nó không bị những cái bé tí tí á, nó rớt xuống giá thể làm cho nó bị động, bị kín giá thể, nó không thoáng thì cây sẽ không phát triển được. Còn bây giờ Tùng đang cần phủ như thế này để cho nó giữ ẩm ha. Cho nên Tùng để như thế này thôi đó. Còn lúc mà Tùng lấy đi thì lấy rất là nhẹ nhàng và không làm ảnh hưởng đến giá thể, không ảnh hưởng đến bộ rễ. À, và khiến cho cái chậu giá thể nó sạch. À, đây cũng vậy, đây là mới. Riêng cây này mà đúng sau 1 tháng mà không chăm được 6 sen rưỡi, không tính tiền anh em nhé. Nếu anh em chốt đúng sau 1 tháng không lên 6 sen rưỡi, không tính tiền anh em kỳ bảo duy này. Chơi vậy á. Máu chưa? Cây này thì vèo cái là lên 9 sen, 10 sen liền. Vấn đề là phải cho ăn nắng anh em nhé. Anh em cố gắng cho cây ăn nắng. Hiện nay Tùng đang cây bé bé xíu xíu luôn, Tùng đưa ra vườn. Nhưng mà anh em không đưa ra nắng là sai lầm. Một số anh em cứ sợ cây đang bé, cứ sợ nó bị yếu. Không đưa ra nắng là sai lầm. Đây bé xíu cũng đưa ra vườn đây. Đây bé xíu xíu này. Đưa ra vườn luôn cho nắng luôn. Đây cái này bé xíu hơn luôn này. Xíu luôn. Đưa ra vườn cho nắng. À, đây. Như cây này. Đây Tùng nói là bằng thật chứ không phải là nói xạo với anh em. Đây là vườn đây này. Cả vườn đây nhá. Đây. Trên này là không che này. Đúng không? À, tức là giống nhau. Che ở trên thì cũng vẫn che lưới nhưng mà che giống nhau. Đây. Đó. Bé xíu thì xíu Tùng vẫn đưa ra vườn. À cái này bé hơn này. Cái này bé hơn này. À đây này. Bé mới mở được một lá này. Mới mở một lá vẫn đưa ra vườn. À, người đẹp không tên đấy. Mới mở xíu xíu đưa ra vườn. Đây. Bé tí tí tí, người đẹp không tên vẫn đưa ra vườn. Đây, đưa ra cho nó chiến đấu. Người đẹp không tên đó. Đây. Đưa ra nó chiến đấu thì nó sau nó mọi người biết sao. Mọi người này, cây này còn chưa mở lá nha. Đưa ra nó chiến đấu thì nó sẽ tự lực tự cường. Tùng đang zoom lại nha anh em nhé. Để cho anh em dễ thấy cái 5 cọng rễ và đang ra thêm một cọng nữa đấy. Đang ra thêm một cọng nữa là 6 đấy.
Thì khi mà nó ra này thì nó sẽ tự lập, tự lực, tự cường. Thì nó vẫn ra rẻ mà đẹp. Kim Trang ơi, inbox cho mình nhé. Chào anh Giác Đen. Biến mạng ơi, inbox cho mình nhé. Đó, nó tự lực tự cường thì bắt đầu là gì? Là nó ra rẻ này. Nó ra rẻ được ít ngày nữa, bắt đầu Tùng mới cho rêu lên đây để ủ. Cho nên là một số anh em không có thấy được cái rẻ như thế này. Đấy, đang ủ đấy. Đấy mới gọi là trăm cây, nó tùy từng thời điểm nhá. Bạn thấy trong vườn Tùng nhá, tùy từng cây, tùy từng thời điểm mà có rêu, phủ rêu hay là không rêu. À, như cây này mới Tùng để một ít ngày nữa Tùng mới bắt đầu đưa rêu vào này. Cho nó tự lực tự cường, cho nó ra rễ đi, nó tìm đường nó ăn. Đó là xong Tùng mới đưa rêu, cây nào cũng thế luôn. Rễ này. Bốn cọng rễ đang chuẩn bị ra một cọng nữa là năm. Đó, thì nó tự lực tự cường. Thì sau đó Tùng mới đưa rêu vào để giữ ẩm cho nó. Cây nào cũng như cây nào luôn. Thì sau đó thì nó mới đẹp được như thế này. Mỗi người một cách. Cách của anh em khác, cách của Tùng khác. Ôi dồi ôi. Rẽ nè. Ôi dồi ôi. Rẽ này. Rễ này. Đó, rễ xung quanh luôn, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Rễ xung quanh thấy chưa? Đúng rồi anh em. Đây, làm sao mình nó xạo nó phết được anh em. Anh em giờ khôn lắm, anh em tinh lắm, không nó xạo nó phết với anh em được đâu. Đó, trời ơi. Ok, cảm ơn cả nhà đã dành cho Tùng những lời khen ngợi, những lời động viên. Đó. Và luôn đồng hành với Tùng qua những bài like. Anh em xem like của Tùng, dành những comment tích cực, cũng đã góp phần xây dựng thị trường, xây dựng ngành lan của chúng ta rồi. Tùng chúc cho cả nhà luôn mạnh khỏe, luôn vững tâm và luôn tràn đầy năng lượng để chiến đấu. Chiến đấu trong cái công việc thường ngày của mình và trong việc chăm lan chơi lan. Cảm ơn cả nhà. Còn lúc này thì cũng hơi muộn. Xin phép cả nhà Tùng xuống like. Chúc cả nhà ngủ thật ngon. Good night.